Dạ, Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, kính cảm ơn cô. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con Nguyễn Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tư nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ ba, 8 tây tháng 2 năm 2022 dương lịch, cũng là nhằm ngày 8 tây tháng, mùng 8 tháng Giêng âm lịch năm Dần. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phante tisarane nasaha athang gasaman nagatang uposathang yachama dutiyam bitmayang phante tisarane nasaha athang gasaman nagatang uposathang yachama Tati yam bit mayang phante tisarane nasaha athang gasaman nagatang uposathang yachama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Buddha hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddha hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammam saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammam saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sangham saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sangham saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyam bi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Dutiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Dutiyambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp. Tatiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp. Tatiyambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Panati bata we ramani sik kha badang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata we ramani sik kha badang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana veramani sikha badang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana veramani sikha badang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Apramacariya veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Apramacariya veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musavada veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rayamachak bhamma dathana we ramani sikha badang samma adiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me rayamachak
Ammadatthana we chamani sikha padang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vikalavujana we ramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika la phu chana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Na cha ghi ta và đi ta ghi su kadasana mà là gần thay vì đề bá thà thà ra na mần đa na vi phụ sa na thà na về ra ma ni sẽ khá và đằng sắp mà đi a mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchagita wa dita wisu kadasana ma la gan thawile panatha chana man dana wifu sanatha na we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca sena maha sena ve ramani sikha badang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Cha sayana maha sayana we chamani sikha padang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang athang gassammana gatang buddhapanyattang uposathang imang charatin imang chadang sammadeva afirakittum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani uposasi varasena iman charatan iman tidivasang satukam katwa apamadena sammarkhitabbang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlena sukatanyanti, sīlena pogasambara, sīlena tanyanti tasma sīraviso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thú lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật
trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô đường an lành. Y y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha na bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma na bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha na bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả vâng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo Pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai. Nam mô Bụt Thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, con kính là cảm ơn cô Như Pháp. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp. Chúng con kính tri ân thưa Minh Hạnh. Dạ, chúng con cảm ơn cô Huệ Ngọc. Đây là chương trình Phật Pháp Bút Tha Tham Má trên mạng Internet, WeBoTalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay môn học kinh tương ưng Sanyutta Nikaya chương 4 tương ưng ác ma phẩm thứ nhất bài 1 kinh khổ hạnh Tapo Kamma Sutang khi ác ma khuyến tu tỳ kheo thượng tọa giác đặng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do thượng tọa tự quyền giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Chào thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử và kính thưa quý vị, chúng ta không lạ gì ác ma. Trong kinh điển thường hay nhắc đến là một vị thiên mà có cái tâm địa quấy ác thường hay tỏ ra chống đối lại
những vị tu hành. Từ sau khi Thái tử Siddhartha ngài rời bỏ hoàng thành để đi con đường giác ngộ, ác ma cũng đã hiện ra đón đường và đưa những lời khuyến dụ ngài ở lại để làm chuyển lưu vương. Cho đến khi mà Bồ Tát ngài tu khổ hạnh, rồi sau đó ngài bỏ khổ hạnh, ngài đi theo con đường trung đạo, trở thành bậc chánh đẳng giác, thì ác ma cũng tìm đến để mà khiêu khích ngài. Lần trước thì khiêu khích ngài cái ngôi vị chuyển lưu vương, bây giờ thì ác ma lại khiêu khích ngài tại sao ngài từ bỏ khổ hạnh, cái con đường đưa đến sự an tịnh. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã là một vị chánh đẳng chánh giác, nên ngài đã nói lên một bài kệ khiến cho ác ma xấu hổ và bị mất. Ác ma là tượng trưng cho người hay có cái sự chống đối với lẽ phải, nhưng rồi nó cũng biết nghe cái lẽ phải. Hôm nay chúng ta học về cái bài kinh, cái tựa đề là Kinh Khổ Hạnh. Là nói việc làm khổ hạnh mà ác ma là người khuyến tu. Chúng ta nghe lấy làm lạ. Trước hết chúng ta hãy nghe đọc cái bài kinh này, sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hôm nay điều khuyết cho Thượng Tọa Tuệ Quyền. Sẽ giảng cái bài kinh này. Bây giờ xin mời cô Nguyên Xuân thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Khi ác ma khuyến tu, khinh khổ hạnh. Tápokammasutta chương 4. Tương ưng ác ma phẩm thứ nhất. Ác ma thường chi phối chúng sanh với những cám dỗ. Trong trường hợp đặc biệt của bài kinh này lại khuyến tu khổ hạnh, vì biết đó là điều mà Đức Phật trước khi giác ngộ đã chuyên trì một thời gian dài. Điều này cho thấy bản chất bá đạo của ác ma chỉ muốn đưa chúng sanh vào sai lạc bằng mọi phương cách. Mặc dù đối với phần đông con đường khổ tu ép sát thường được hâm mộ sự tự chế cao độ, nhưng Đức Phật dạy rõ đó là sự hành trì vô ích. Con đường giới định tuệ chính là con đường trung đạo, không rơi vào hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh. Đức Phật biết rõ hai cực đoan mà ngài cũng hiểu rõ giá trị trung đạo. Liễu tri phiền não thì phiền não tan biến. Khi Phật nhận rõ ma thì ma cũng biến mất. Kinh văn: Tôi được nghe như vậy. Thổ ấy Đức Thế Tôn
Sau khi vừa giác ngộ ở gần Uruvela dưới cây cội Ajapalanikrotha bên dòng sông Niranjara, bấy giờ Thế Tôn trong khi đọc cư thiền tịnh, ý nghĩ sau đây khởi lên: ta thật sự thoát khỏi khổ hạnh. Thật tốt thay, ta thoát khỏi khổ hạnh vô ích ấy. Thật tốt thay, với kiên trì chánh niệm, ta thành tựu tuệ giác. Bấy giờ, ác ma biết được suy nghĩ của Đức Thế Tôn, liền đi đến và nói lên kệ ngôn: từ bỏ pháp khổ hạnh, giúp người thanh tịnh hóa. Không tịnh nghĩ là tịnh, lạc mất đường thanh tịnh. Lúc ấy, Đức Thế Tôn nhận biết đây là ác ma, Ngài nói lên kệ ngôn: biết khổ hạnh vô ích, trong tìm đạo bất tử, hoàn toàn không lợi lạc, như chèo thuyền trên cạn. Ta tu giới định tuệ, con đường đến giác ngộ, đạt thanh tịnh tối thượng. Ác ma, ngươi đã bại. Ác ma biết được, Thế Tôn đã biết ta, thiền thể đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: Adnatha Sanghitan Nyatva Yang Kinchi Amarang Tapang. Sau khi biết khổ hạnh không dẫn tới đâu đối với sự tầm cầu đạo bất tử. Sát băng nát tha quá hằng hột hoàn toàn vô ích. Phí gia rít tăng quá thầm má ní như bánh lái và mái chèo trên cạn. Xí lăng sa ma tí bán nha chá giới định và tuệ. Mát găng vô tha giác pha quá văn, con đường tu tập dẫn đến giác ngộ. Bát tô mí bá ra măng xuất tinh, chứng đạt sự thanh tịnh tối thượng. Ní hát tô toa ma xí ánh tá ca thí, hỡi thần chết ngươi bại. Thích nghĩa: ác ma Maropapima là tên gọi chúng sanh có uy lực do phúc nghiệp quá khứ, nhưng mang tham vọng lôi kéo cuộc đời vào vòng cương tỏa của mình. Mara trong Phật pháp bao gồm cả thiên ma, phiền não ma, ngũ uẩn ma, sở hành ma và tự thần ma. Như vậy là một khái niệm rất rộng, cần hiểu đúng theo ngữ cảnh. Từ ngữ Manawa có nghĩa là người trẻ là cách gọi dạy đời của ác ma. Sớ giải có đề cập sự việc này xảy ra trong tuần lễ đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo. Điều này không tương ưng với ghi nhận trong luật tạng. Thượng tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Dạ thưa chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ Thượng tọa Thượng sư, đại lễ chư Tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay Thượng tọa Tư Quyền mừng Phật sự ở chùa, nên chúng tôi xin được điểm khuyết cho Thượng tọa Tư Quyền trong bài học này. Trước khi mà đi vào bài kinh ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói một ít về ác ma. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta sẽ đi xuyên suốt qua phẩm này, một phẩm đề cập đến ác ma. Do vậy chúng ta cần chúng ta nên tận dụng cái dịp này để tìm hiểu thêm về một đề tài, một
lĩnh vực mà thưa quý vị không phải chỉ phổ thông ở trong Phật giáo mà còn trở nên đặc biệt rất là phổ thông trong các tôn giáo ở trong cái hệ thần học của các tôn giáo lớn trên thế giới ngày nay. Bài kinh này là một bài kinh rất là tình cờ mà chúng tôi đề cập một vài điểm liên quan đến Kitô giáo và hai tôn giáo khác xuất phát từ Trung Đông, đó là Do Thái giáo và Hồi giáo. Lẽ ra thì chúng ta không cần để nói về điều này, nhưng mà bởi vì ngày nay thì Chúa giáo đã trở nên rất là phổ biến. Người Việt Nam cũng sống ở giữa cộng đồng Thiên Chúa giáo và Kitô giáo, và tại Việt Nam thì Kitô giáo cũng trở nên phổ biến. Thưa quý vị, trong bài kinh này hôm nay có hai cái chi tiết mà mới thoạt nghe thì dường như không có điều gì phải nói về khác, nhưng mà thật ra nó là một ở trong những điểm mà nó đang tạo nên một cái câu hỏi lớn. Trong giới thần học và chừng 30 năm qua, người ta đã đưa ra những tư liệu thắc mắc liên quan đến Chúa Giêsu. Như chúng ta được biết là Thiên Chúa giáo người ta chỉ ghi lại sự ra đời của Chúa Giêsu với hình ảnh của Chúa Hài Đồng ở trong hang Bethlehem. 30 mấy năm sau thì Chúa Giêsu xuất hiện ở giữa người Do Thái để rao giảng phúc âm. Nhưng một cái khoảng đời dài 30 năm thì người ta đã không nói rằng Chúa đi đâu, làm việc gì. Cái mảng trống đó được các nhà thần học từ thời La Mã cổ đại cố tình quên đi, không nhắc đến. Nhưng mà khi đã bắt đầu có sự do về tôn giáo, tự do về nghiên cứu và tự do đặt ra những nghi vấn, thì người ta đã nêu lên tại sao. Có ba cái tư liệu rất là nổi tiếng của thế giới, một quyển sách, một cuốn phim tài liệu và cả một cái tư liệu của một trường thần học ở tại Đức đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà chúng tôi thì chỉ nói về cái tư liệu của đài BBC. Trong tư liệu của đài BBC đó thì người ta nói về một số những cái dấu ấn mà Chúa Giêsu đã để lại, mà nó không phải là một cái gì quen thuộc với nền văn hóa của Trung Đông thời đó, và đã có nhiều cái tư liệu cho thấy rằng Chúa Giêsu là một người Do Thái đã đi tới Ấn Độ và đã là một vị tu sĩ Phật giáo rồi trở về lại Ấn Độ để rao giảng phúc âm với một số vay mượn, dĩ nhiên là của Phật giáo, một số cái khái niệm rất là mới như sự bác ái chẳng hạn, một những điều mà vốn không có tìm thấy ở trong Cựu Ước
của Do Thái giáo, một cái nền tảng của tín lý tôn giáo tại Trung Đông thời bấy giờ. Tất nhiên là những cái sánh giữa Phật và Chúa, hay là những người nói về lời dạy ngày nay có thể cách dung hòa, ví dụ như trường hợp của thiền sư Nhất Hạnh đã viết một quyển sách là Phật trong tôi, Chúa trong tôi, nói về một số cái ý niệm về bác ái, về chấp nhận thực tại, như là hãy cõng cây thánh giá chẳng hạn. Thì chúng tôi không muốn bàn ở tại đây, tại vì điều này nó đi vào một thế giới xa xôi và rộng lớn khác, mà sự tự dẫu tôn giáo nó không cần để chúng ta bàn tại đây. Nhưng mà thưa quý vị, có hai cái ý niệm mà trong bài kinh này nó đặc biệt nên lưu ý với người Phật tử. Thứ nhất là có một cội cây tên là Acapala Nirodha. Như chúng ta biết trong tiếng Phạn, Nirodha là cây đa. Quý vị nào ở miền Bắc thì nghe nó là cây đa, cây đề. Cây đa là cây Payan, và cây đề là cây Bồ Đề đó. Và vị nào có học tiếng, học lớp Phạn ngữ Pali thì chúng ta biết là Acha là con dê, Acapala là người chăn dê. Có một điểm rất là thú vị là ở trong cái văn hóa của Ấn Độ thì Acapala, người chăn dê thôi, nó mang một cái ý nghĩa là sự lãnh đạo, là sự hướng đạo, hay là một cầm đầu. Mà về sau này thì người ta có dịch những chữ như là linh mục, linh hướng, và có thể là lớn hơn nữa là những vị giám mục. Và thần học của Thiên Chúa giáo ngày nay họ đề cập đến người chăn chiên hay là người chủ chăn. Thì người chăn chiên trong thần học của Thiên Chúa giáo á, dĩ nhiên là tôi biết người ta nói đến một hình ảnh rất là gần với văn hóa của sa mạc Trung Đông, đó là người chăn chăn cừu. Thì thật ra ở tại Ấn Độ cũng có cừu, nhưng mà chăn cừu không có phổ thông bằng chăn dê. Và ở trong kinh điển Phật giáo có nói đến Gopalaka, tức là người chăn bò. Vị nào có học giáo trình Tông Bộ Kinh thì chúng ta biết là ở trong Đạo Phật có đề cập đến cái khéo của người chăn bò ở trong 11 pháp. Thế vì ý niệm về người chăn chiên hay là chủ chăn hay là vị linh mục hay linh hướng đó, hay ngày nay đó người bên Kitô giáo họ gọi cái sự hoằng pháp của họ, họ không dùng pháp gọi là mục vụ, chữ mục đó giống như tôi là mục đồng vậy đó, là cái người chăn dắt, chăn dắt làm sao để tín đồ luôn luôn hướng về Chúa. Thì cái khái niệm mà về người chăn chiên mà chúng ta biết ở trong tiếng Anh gọi là shepherd hay là người chủ chăn hay người chăn chiên, thật ra nó không có ở trong nền văn hóa của Do Thái giáo trước khi Chúa Giêsu đem về. Và vì điểm này nó tạo nên một cái nghi vấn của các nhà thần học, là cái khái niệm về người chủ chăn hay người chăn chiên đó vốn là một cái khái niệm được mượn từ Ấn Độ, nó còn tưởng độ. Khi mà chúng ta đọc qua lịch sử Trung Hoa đó,
thì ở Trung Hoa hoàn toàn không có đề cập đến cái khái niệm về chăn chiên. Vì nó bằng tới cách văn hóa, nhưng mà đặc biệt trong đời thần học của Trung Đông về sau này, kể cả một tôn giáo khởi sinh về sau đó là Hồi giáo đó, thì người ta cũng nói đến mục vụ, người ta cũng nói đến người chăn chiên, shepherd, là một cái biểu tượng của Chúa, mà Thiên Chúa gọi là Chúa Con, tức là ngoài Chúa Cha là Thượng Đế, Chúa Con là người đã hướng dẫn cho các cái tông đồ và các cái tín đồ để đi theo cái niềm tin của Chúa. Thì cái khái niệm mà Achapala, dạ, Achapala đó là chúng ta gọi là người chăn dê. Thật ra thì cũng phải nói thêm rằng trong đạo Phật chưa bao giờ mà Đức Phật này dùng cái hình ảnh một cái người chủ chăn để chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà Ngài có dùng cái hình ảnh của một nhà lãnh đạo và bị trưởng lão ở trong tăng chúng khéo léo để duy trì cộng đồng của mình. Thì Ngài dùng cái ví dụ, cái ngụ ngôn chúng ta gọi là Gopalaka hay là người chăn bò. Ở đây cũng là một điều mà chúng ta nên hiểu rằng người theo Bà La Môn giáo, theo Ấn Độ giáo đó, thì họ không dùng cái khái người chăn bò đó để nói lên Thượng Đế, bởi vì họ cho niệm là con bò là hóa thân của thần Vishnu. Thật ra người ta dùng cái chữ Achapala là người chăn dê. Sở dĩ chúng tôi nói hơi dài dòng về cái này là bởi vì thưa quý vị, có trong nhiều trường hợp đó thì chữ Achapala Nirodha được nói đến trong Phật Pháp. Mà trước kia chúng tôi đã hỏi Ngài Ananamaitri là chúng tôi nghi ngờ là đây không phải là tên của một loài cây, mà nó đơn thuần chỉ là cái tên của cây tên là Nirodha, chúng ta gọi là cây đa. Và cây Achapala có nghĩa đen là có thể là cây đa của những người chăn dê, của người chăn dê. Thì chữ Achapala có thể là cây đa mà người chăn dê hay thường dẫn bầy dê đến đó, hay là người nghỉ ngơi đó. Nhưng mà Achapala cũng có nghĩa là chỉ cho cái người chủ chăn, hay là cái người chỉ cho cái vị lãnh đạo, dẫn đạo ở trong cái con đường giác ngộ. Về điểm này nó là tồn nghi, chúng ta chấm câu hỏi đây đó. Thì nhưng mà chúng ta biết cái khái niệm về người chăn dê hay chăn bò hoặc là chăn cừu là cái vị dẫn đạo, vị lãnh đạo, gọi là linh hướng hay là linh mục, hay là một người làm công việc mục vụ đó. Đó là một khái niệm rất là lớn, rất là quen thuộc. Vị giáo hoàng trong Thiên Chúa giáo họ gọi là vị chủ chăn. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta lại đi vào một cái khái niệm thứ hai. Mà khái niệm này cũng hoàn toàn không có trong cựu ước. Đó là khái niệm về ma quỷ. Ma quỷ mà bên Thiên Chúa giáo gọi là Satan. Satan. Satan là một cái khái niệm về một cái thế lực đen tối, cám dỗ. Người do Thái giáo mà ở trong cựu ước thì cũng không có nói về không có nói về quỷ Satan. Mặc dù là ngày nay người ta cố gắng tìm cái điểm tương đồng, nhưng mà ngày xưa thì người ta tin rằng tất cả những gì mà hiện hữu trong cõi đời này đều là tạo vật, tôi gọi là creature, và creature tạo vật của Thượng Đế. Thì Thượng Đế không tạo ra ma quỷ bao giờ, Thượng Đế không có tạo ra ma quỷ. Nhưng mà ở trong nền văn hóa của Kitô giáo thời trước thời Trung Cổ thì người ta cũng không nói đến hình ảnh của quỷ Satan nhiều. Nhưng mà về sau này người ta
nhấn mạnh đến có một cái thế lực đen tối vô hình giống như tôi gọi là xã hội đen vậy đó, thì người ta nói đến Satan. Satan này thì nó có rất là tình cờ, một cái rất ngẫu nhiên là Lô Tân khi ra bộ Tây Du Ký đời nhà Minh thì cũng đó là một lý yêu tinh là Satan. Satan hay là Sa Ngộ Tình đó, tức là một cái loại yêu quái, một cái con yêu mà nhiều pháp thuật ở sông Lưu Sa. Như chúng ta đọc trong Tây Du Ký sau này, con yêu này bị được thu phục bởi Đức Quán Thế Âm và đã theo Đường Tăng đi thỉnh kinh cùng với Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không. Thì chỉ Sa Tăng đó là tình cờ trùng với, nó cũng lời yêu qua giống như nó trùng với chữ Sa Tăng ở trong ở thế giới này. Nó có nhiều chuyện kỳ cục mà chúng ta không biết tại sao. Mặc dù lúc Lô Tự Ẩn viết á, thì lúc đó Thiên Chúa Giáo chưa có ảnh hưởng gì đối với trong lòng của người Trung Quốc lúc đó như bây giờ hết. Thứ gì ngoài cái khái niệm về Achapala, người chủ chăn á, hay là người chăn chiên á, hay chỉ người chăn dê đó, thì ở Trung Đông chúng ta chăn cừu, ở Ấn Độ nó chỉ chăn dê. Thì ở đây chúng ta lại nói đến một khái niệm khác là ma quỷ đó. Và ma quỷ thì chúng ta nghe những câu chuyện như là Satan đã cám dỗ, từ cái cám dỗ Chúa Giêsu ở tại sa mạc, câu chuyện rất nổi tiếng. Có một cuốn phim của Hollywood mà gây rất nhiều tranh luận là Tempter, ở trong tiếng Anh chúng ta nói Tempted, tức là sự quyến rũ, sự cám dỗ. Dạ, sự cám dỗ của một cuốn phim bị cái giới thần học của Tây Phương chống đối rất mãnh liệt, nói về Chúa Giêsu ở trong cái sự cám dỗ đối với dục vọng. Thì người ta cho rằng điều đó đi quá xa, tại vì Chúa là con của Thượng Đế thì không thể như vậy. Ví dụ sao đi nữa thì khi mà chúng ta nói về khái niệm Mara, đó là một cái khái niệm lớn. Khái niệm lớn, lớn trong văn hóa của Ấn Độ và lớn trong Đạo Phật. Và đôi khi nó tạo nên một sự tranh luận giữa thực thể và tượng trưng. Thực thể là có một chúng sanh nhiều thế lực ngự trị cả trần gian này, và tượng trưng là chỉ cho phiền não ở trong lòng. Theo Phật học thì chúng ta phải nói rõ là chữ Mara trong Đạo Phật mang gồm cả hai, là ý niệm mang tính cách là trừu tượng, biểu trưng, và đồng thời cũng là một chúng sanh có nhiều thế lực. Về điều này thì chúng ta cũng nên để ý Phật giáo nói đến năm thứ ba, cả năm thứ ba này đó hoàn toàn là những cái ý niệm riêng biệt. Ví dụ như là nói về ngũ uẩn ma, tức là cái thân năm uẩn của mỗi chúng ta, rồi phiền, tức là phiền não tham sân si, sở hành ma, tức là cái sở hành tạo tác mà đã tạo nên một cái guồng máy của nghiệp, của mấy nhân quả. Tử thần ma là sự chết, và Devaputta là thiên ma hay là thiên tử ma. Thiên tử ma là một chúng sinh chứ không phải là một cái nhân cách hóa khái niệm trừu tượng, mà đó là một thực thể. Ngũ uẩn ma, phiền não ma, sở hành ma
tứ thần ma đều là những hiện tượng. Những hiện tượng đó ở bên trong chúng ta, bên ngoài chúng ta. Như vậy thì chữ Mara nghĩa là gì? Theo trong sớ giải đó, thì chữ Mara mang ba cái ý nghĩa chính. Một đó là ngăn ngại sự tồn tại, nói một cách khác là sự chết. Tất cả những sự sống đó, nó đều bị tiêu diệt bởi một cái lực, một cái yếu tố, đó là cái chết hay sự đoạn diệt. Thật ra quý vị nghe ở đoạn cuối bài kinh Đức Phật Ngài gọi Mara, gọi là Antaka, tức là thần chết. Khi mà nói đến hủy diệt sự sống đó, thì thưa quý vị, chúng ta biết là ngày nay càng ngày càng lúc chúng ta hiểu rõ là trong cái hiện tượng của vật chất tự nhiên đó, nó có những cái thứ gọi là vật chất hủy diệt mà chúng ta gọi là bacteria, hay rồi một cái loại khác gọi là virus hay là virus. Nó cũng là vật chất, nó cũng là protein, như virus, như COVID nó cũng là một thứ protein. Như protein này có thể, protein này nó có cái tác, nó có cái tác năng khác, sự tàn phá. Như vậy Mara trong ý nghĩa đầu tiên là tàn phá sự sống. Và cái ý nghĩa thứ hai đó của Mara đó là tàn phá sự an lạc, tức là làm cho chúng ta không có hạnh phúc. Điều này thì tương đối là khó hiểu đối với nhiều người, bởi vì chúng ta quan niệm rằng cái việc mà tàn phá sự an lạc của chúng ta đó, phá hủy sự an lạc của chúng ta đó, nó là do một người nào đó hay là do một chứng duyên nào đó. Nhưng mà thứ gì, nó một phần nó cũng là một cái bản chất của cuộc sống. Như chúng ta nói trong Ngũ Uẩn Ma hay là trong Sở Hành Ma, là nó là cái bản chất của cuộc sống. Tức là ngay chính cái cảm thọ, khổ lạc ưu hỷ xả, cảm thọ nó cũng có cái tánh sanh và diệt của nó. Và điều này chúng ta rất là khó biết. Và điểm thứ ba mà chúng ta nói về Mara trong Đạo Phật đó, là sự ngăn ngại cái con đường giải thoát, giác ngộ. Nói một cách khác đó, là chúng ta đang sống với tấm thân này, với thân ngũ uẩn này, chúng ta đang sống với phiền não, chúng ta đang sống với sự tạo tác, và chúng ta cũng đang sống với cái sanh tử, với sự chết. Thì chúng ta đang sống với trong cảnh giới của ma. Và cái cảnh giới của Niết Bàn, giải thoát, là một cái cảnh giới ngược lại. Thì thưa quý vị, ngoài những cái hiện tượng mà chúng ta được biết về sự ngăn ngại, sự quỷ diệt, sự nghi khổ, thể trong kinh một cái rất là thú vị là có đề cập đến một cái vị trời, vị này rất là nhiều phước và là chủ thể của cái cõi gọi là tha hóa tự tại, và vị này cũng có cái tên là Vasavati,
Vasabhati. Chữ Vasabhati này đó nó lại đôi khi lại chỉ cho một vị phạm thiên, đại phạm thiên Sambhati cũng là Vasabhati. Và chữ Vasabhati này nó cũng được âm và được dịch là ta và giáo chủ. Quý vị nghe cũng hơi lạ là thường thường á, chúng ta hay nói giáo chủ cõi ta bà này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà sao mà ta bà giáo chủ thì lại là ma vương. Thì Vasabhati ở đây đó chỉ cho cái thế lực chi phối thế giới này, nó giống như trong một cái xã hội, trong một quốc độ, thì cái thế lực chi phối nó vẫn là thế lực của tham vọng, của tội ác. Nhưng mà một vị Phật xuất hiện giống như một minh quân, giống nhà hiền triết đến để soi rọi ánh sáng, để cho người ta thấy được cái sai lầm mê tối. Nhưng mà không nhất thiết là vị này có thể giữ cái ngọn đuốc đó mãi mãi. Một cái vị minh quân hay là một vị chuyển lương ra đời như một người cầm cái ngọn đuốc thắp sáng cho nhân gian ở trong một cái giai đoạn. Và khi ánh sáng nó tắt á, thì bóng tối nó trở về. Ma giới thuộc về bóng tối. Người Việt Nam chúng ta ngày nay còn chỉ là xã hội đen, tức là những thế lực rất là đen tối. Thế lực đó có thể là một cái tâm thái, thế lực đó có thể là một cái hiện trạng xã hội, thế lực đó có thể là một cái đầu đảng mafia, tức là một người đầu đó. Thì thưa quý vị, Mara là một chữ rất quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Dù là người Phật tử hay Phật tử, chúng ta đều nói ma. Nhưng mà ma trong tiếng Việt á, thì nó lại xuống cấp. Ma trong tiếng Việt á, thì nó lại thấp hơn quỷ. Quỷ là thấp hơn yêu. Nhưng mà chữ ma trong chữ Hán đó, thì thưa quý vị, được âm từ tiếng Phạn là Mara. Và trong gốc tiếng Phạn thì chữ Mara là một chữ rất lớn, chữ bao trùm. Cũng như có lần chúng tôi có nói với quý vị là ở trong chữ Hán, chữ Trúc ấy, là chỉ cho cả tre và trúc. Trong khi đó sang tiếng Việt thì chữ Trúc lại nhỏ hơn tre. Thành chúng ta phải để ý trong ngôn ngữ có khi nó có một sự tương đồng, nhưng mà sự tương đồng chéo, và nó có những cái việc là chúng ta thì nói đến ma quỷ yêu tinh, thì ở trong các loài ma quỷ yêu tinh thì ma là thấp nhất. Ma phải chỉ đi giác rồi, mà ma đây ma phát tức từ tiếng Phạn, ma đó là một khái niệm rất lớn, chúng ta phải biết như vậy. Thì ở đây chúng ta nói theo trong kinh điển đó, thì ma được đề cập đến ở trong cái chương này. Ở trong chương này là Devaputta Mara, là thiên tử ma. Như có lần chúng ta nói chữ Deva là thiên, thì chữ Putta là con trai, thì vậy là thiên tử. Ở đây thiên tử phải là không phải là con trời trong Trung Hoa, là vua chỉ cho thiên tử chỉ vua không. Chữ thiên tử ma ở đây, chỉ đi vào bú tá ở đây có nghĩa là vị tiên trẻ, vị tiên trẻ tuổi. Hay nói cơ hát chúng sanh ra do nhiều phước, và đây là chỉ cho Vasabhati. Vasabhati là một cái vì thiên chủ ở cõi trời cao nhất của dục giới là tháo hóa tự tại. Và thiên tử ma này có một cái ảo tưởng là mình thuộc về cái thế giới của vật chất, của dục lạc đỉnh cao,
của thí dục lạc và muốn tất cả chúng sanh trong đời này luôn luôn sống trong đó. Nó tương tự như là cái nhìn của ác ma, nó tương tự như là một cái nhà đại tư bản, mà nhà đại tư bản nó luôn luôn muốn rằng tất cả những người có trên trái đất này đều là khách hàng, đều là người tiêu thụ. Người ta tiêu thụ thì người ta mới lệ thuộc vào mình, người ta tiêu thụ thì mình mới có vai trò. Nếu cả thế giới này đều đi tu hết, cả thế giới này đều sống thanh đạm hết, không có tiêu thụ thì cái sản phẩm mình tạo ra, cái gì gọi là của mình đó đâu còn cái ảnh hưởng của mình, cái vị thế quan trọng. Khi cả thế giới này đắm chìm say sưa trong vụt dục vọng đó, thì điều đó làm cho ác ma khoái trá. Ác ma thấy rằng cả trần gian đều nằm trong cái thế lực của mình. Ở đây nó không phải là một thực thể, ở đây nó là một ảo vọng, một ảo tưởng của ác ma. Đây là một ảo tưởng của ác ma. Cái này thì nó hơi khó hiểu một chút. Thật ra nó không có đơn giản đâu. Chúng ta đọc những quyển sách, những cuốn sách về 700 người được 700 Club, về 700 người cai trị thế giới này, hay là quyển sách về Enigma. Ở trong đó nó nói lên là thế giới này không phải chỉ vận hành bởi những guồng máy chính phủ, mà nó được vận hành bởi những bàn tay thế lực, bằng thể lý lực nằm xuyên qua biên giới, xuyên qua các lĩnh vực từ thương mại, tôn giáo, khoa học, kỹ thuật. Và những người này cầm nắm cái vận mệnh của nhân loại. Nhưng mà cái câu lạc bộ Savannah Club đó, nó thường là thế lực đen thôi. Tại vì sao vậy? Cái thế giới này nó luôn luôn là con người sanh ra phải là consumer. Consumer là một người tiêu thụ. Cái chữ consumer đó gọi là người tiêu thụ nghe nó hay, nhưng mà thật sự mà nói điều này nghe nó hơi buồn, là cái người tiêu thụ giống như là những con gà hay là con heo người ta nuôi, người ta cho nó ăn vậy đó. Nó càng ăn á thì nó càng mang lại cái lợi nhuận cho cái người chăn nuôi. Chúng ta, tất cả chúng ta đều là consumer, chúng ta là người tiêu thụ. Cái chữ đó bình thường thì không có vấn đề, nhưng mà khi mà chúng ta đọc những tác phẩm như Enigma hay Savannah Records thì chúng ta thấy rằng cái thân phận của chúng ta rất là tội nghiệp. Chúng ta là một cái người tiêu thụ, một người tiêu thụ để mang lại cái lợi nhuận, đi theo cái mục đích, cái định hướng của một cái thiểu số người, mà thiểu số người đó đang cầm nắm cái vận mệnh của thế giới này. Ma vương thì có được như vậy. Ma vương luôn luôn là muốn tất cả người trong thế gian này đều đi theo cái hướng của hưởng thụ dục lạc, rơi vào trong cái bẫy của mình và không có vượt thoát được. Do đó ma vương chống đối Phật, không ưa pháp và thường quấy nhiễu tăng. Ma vương đã dùng mọi cách để cản trở sự ra đi xuất gia của Đức Bồ Tát, cản trở Đức Bồ Tát ở trong sự thực hành trung đạo. Và khi mà Đức Thế Tôn đã thành đạo rồi đó, thì Ma Vương lại đến thỉnh Đức Phật Niết Bàn. Và Đức Thế Tôn đã trả lời một điều mà không may cho chúng ta là ngày hôm nay đó, có nhiều vị hay nhắc về là Đức Phật ngày lưỡng lự, ngày không thuyết pháp, nhưng mà các vị lại không có nhắc về một điều, ít nhắc một điều là khi Ma Vương thỉnh Đức Thế Tôn Niết Bàn sau khi thành đạo, thì Đức Thế Tôn đã thẳng thừng nói với Ma Vương: khi nào mà các đệ tử, nam tu sĩ, nữ tu sĩ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tức là cả hai giới xuất gia và tại gia đệ tử của Đức Phật chưa có được học hỏi giáo pháp, chưa có lãnh hội một cái thấu đáo giáo pháp, chưa có khả năng hoàn hóa giáo pháp, thì lúc đó Như Lai chưa có viên tịch. Và khi Đức Phật ngày sắp viên tịch, thì Ngài đã khẳng định một điều rằng
những gì Ngài nói đã hiện thực, tức là ngôi nhà giáo pháp đã thiết lập và bốn chúng đệ tử, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đã có khả năng lãnh hội trọn vẹn, đã có khả năng thực hành, đã có khả năng quản diễn hoằng hóa giáo pháp, thì Đức Thế Tôn viên tịch. Và chúng tôi sẵn ở đây nói thêm là Phật giáo Nông Tông ở Việt Nam nó có một điều rất là dở, rất dở, mà rất nhiều năm chúng tôi cố gắng nhưng mà cũng không có sửa gì được, là cái ý nghĩa của lễ rằm tháng giêng đó, thường hay nói là cái ngày Phật hứa với Ma Vương, Đức Phật Ngài không có gì Ngài phải hứa với Ma Vương hết. Dạ, không nên nghĩ như vậy. Mà cái ý nghĩa của ngày rằm tháng giêng là ngày Đức Phật Ngài xác nhận, Ngài khẳng định là đạo tròn viên mãn, tức là ngôi nhà giáo pháp đã được hoàn tất và Ngài sẽ viên tịch trong 3 tháng. Chúng ta đánh dấu kỷ niệm ngày rằm tháng giêng là ngày Đức Thế Tôn khẳng định là ngôi nhà giáo pháp đã được khéo thiết lập và thiết lập một cách viên mãn và đúng lúc Đức Phật ra đi. Và cái lời đó nó trùng hợp với cái sự thỉnh cầu của Ma Vương thỉnh Đức Thế Tôn niết bàn, chứ không phải là vì Phật hứa với Phật, Ma Vương ép Đức Phật phải hứa và Đức Phật lỡ hứa rồi, thành ra hôm nay chúng ta kỷ niệm cái biến cố đau buồn, nó không phải vậy. Đôi khi nói hoài không hiểu, thành ra thôi thì đành chịu. Chúng tôi có thời gian dài sinh hoạt ở bên Âu Châu, có ngôi chùa Kỳ Viện Minh Pháp đó, mà tất cả những Phật tử ở đó đó, họ đều tổ chức cái lễ đầu đà trong tháng giêng với cái từ là ngày Phật hứa Ma Vương. Quý vị biết là chúng tôi mất rất nhiều năm để nói chuyện mà nó không được. Tại vì khi một người làm văn hóa mà làm sai lầm đó, thì nó giết chết cả bao nhiêu thế hệ. Các nhà sư Nam Tông đi trước đó đã quen cái cách nói là Phật hứa với Ma Vương rồi, thì bây giờ những người Phật tử cứ nghĩ là Phật hứa Ma Vương thôi. Mà chúng tôi không biết khi nào chúng ta có thể xóa được điều này. Dĩ nhiên là Phật tử trong lớp học này thì không có rơi vào trường hợp đó nhiều, nhưng mà chúng tôi gặp nhiều chùa đây lắm. Chúng ta nên hiểu rằng đại lễ Thập Tháng Giêng là ngày Đức Phật Ngài tuyên thuyết cái tôn chỉ của giáo pháp Ovada và Niệm Bất Khá, và đồng thời là ngày mà Đức Phật Ngài khẳng định là ngôi nhà chánh pháp đã được thiết lập một cách viên mãn và Ngài sẽ viên tịch trong 3 tháng nữa. Thì nên biết và nên hiểu như vậy, hơn là cứ nói rằng đó là ngày Phật hứa Ma Vương. Chúng tôi không biết làm sao để nhờ chư tăng xa gần tìm cách để sửa lại một cái sự sai lầm rất là đáng tiếc này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài kinh ngày hôm nay. Bài kinh ngày hôm nay đó nói rằng Đức Thế Tôn lúc bây giờ sau khi thành đạo, Ngài lúc đó Ngài ở gọi cái Achapala Nirodha. Thì sở dĩ chúng tôi nói về gọi cái Achapala đó, thì trong Lục Tạng có đề cập đến 7 tuần lễ sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Thì như chúng ta biết, cái 7 tuần lễ đó đó là tuần lễ đầu tiên sau khi Ngài thành đạo, thì Đức Thế Tôn ngồi an vị bất động để chiêm nghiệm cái cứu cánh giải thoát niết bàn 7 ngày ở dưới cội Bồ Đề. Là tuần lễ thứ nhất. Tuần lễ thứ hai đó là Ngài đứng một khoảng cách cũng tương đối là không xa của Bồ Đề. Ngài đã chú mục nhìn vào cội Bồ Đề không chớp mắt trong 7 ngày để nói lên sự cảm kích. Dạ, sự cảm kích là cội Bồ Đề đã che mưa nắng cho Ngài. Và tuần lễ thứ ba đó là Ngài đọc được tâm tư của chư thiên, thắc mắc rằng không Đức Thế Tôn đã giác ngộ hoàn toàn chưa, và Đức Thế Tôn đã biến hiện một con đường kinh hành không có xác đất mà lưng lửng Ngài đi trên đó suốt 7 ngày ở trong cái quay lực của vị Phật. Tuần lễ thứ tư đó, thì Ngài ngự ở trong Ngài ngồi quán chiếu pháp giới mà gọi là pháp lâu, tức là giáo pháp được giác ngộ tương tự như một lâu đài
Và trong pháp luân đó, Đức Phật này đã quán chiếu chân tướng và duyên khởi duyên duyên hệ của vạn pháp. Và lúc bây giờ hào quang sáu màu ngài phát sáng rực rỡ khi mà ngài quán chiếu về cái cùng duyên khởi điệp điệp duyên hệ của pháp giới này. Và sau đó tuần lễ thứ năm đó, thì thứ gì Đức Thế Tôn ngày mới trở lại với cái cội cây, cội cây gọi là Acapala Virotha. Nếu quý vị được sang hành hương Ấn Độ thì cội Bồ Đề nằm phía bên này sông Ni Liên, Ni Ranh Chá, sông Ni Liên Thiền, và cội cây Acapala nằm bên kia, dạ nằm bên kia. Và ở dưới cội cây đó, Đức Thế Tôn ngài đã nhận cái, ngài đã nhận cái cơm sữa, cơm điều hộ của nàng Suchita cúng dường. Và sau khi thọ bữa cơm đó, đó thì ngài đã nhận thêm ba bó cỏ tranh khi ngài đi đến gần bờ sông. Và ngài băng ngang dòng sông Niranchá, trong Ni Liên Thiền, ngài băng ngang để đến cội Bồ Đề. Và đêm đó ngài thành đạo với cội Bồ Đề. Và tuần lễ thứ sáu thì ngài tọa thiền bên một bờ hồ gọi là bờ hồ Muchalinda. Lúc bây giờ mưa giông sấm chớp, và Long Vương Muchalinda, một Long Vương mà thì Tòa Từ Siêu có đề cập đến trong cái buổi học ngày hôm qua, thì Muchalinda đã che, dùng đầu che mưa và tạo nên một cái hình ảnh truyền đời về về hình ảnh Đức Phật ngồi mà có con mãng xà vương hay Long Vương dùng đầu để che mưa che nắng Đức Phật. Và tuần lễ thứ bảy thì Đức Thế Tôn trở về với cái cội cây gần cái Bồ Đề. Và cái cội cây đó gọi là Rajajat Ratana. Và ở tại cội cây này, Phạm Thiên Sa Pati đã thỉnh Đức Thế Tôn, Hoằng Pháp và hai vị thương vô là Palika và Kapusa đã đến dâng cơm cho Đức Thế Tôn sau bảy tuần lễ. Tuy nhiên hoàn toàn không ăn uống gì. Thì cái trình tự diễn ra 49 ngày hay là 7 tuần lễ sau khi Đức Thế Tôn viên tịch đó, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo đó, xin lỗi quý vị. Thì cái điều đó được được nói rõ trong trong luật tạng. Nhưng mà chúng tôi đọc ở đây cũng lạ là trong sớ giải nói rằng khi Đức Thế Tôn ở dưới cội cây Acapala Nirodha sau khi ngày giác ngộ đó, thì thưa quý vị, là tuần lễ đầu tiên. Đôi khi trong sớ giải cũng là những điều mà chúng ta cần phải để ý. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó có hai cái ý nghĩa. Một đó là không phải là tuần lễ đầu tiên mà là trong sơ thời, nha, ở trong cái thời kỳ đầu mới giác ngộ thôi. Chúng tôi tạm hiểu như vậy. Nhưng mà đây là một điểm tùng ý, chúng tôi không có thêm ý kiến gì về điểm này. Thì chúng ta thấy rằng sau khi Đức Thế Tôn thành đạo đó, thì ngài đã hồi quán, ngài rất là cảm kích cái con đường trung đạo. Và ở trong con đường trung đạo mà Đức Thế Tôn ngài thực sự hoan hỷ khi mà có được trung đạo đó là cái kết quả của từ bỏ khổ hạnh. Từ bỏ khổ hạnh. Ở đây thì chúng ta nên nói một điểm là đó là điều tự nhiên. Bởi vì Đức Thế Tôn khi ngài ở hoàng cung, ngài có cuộc sống đầy đủ nhung lụa vật chất, chúng ta tạm gọi là đời sống lợi dưỡng đi. Và khi ngài từ bỏ con đường đó đó, thì ngài lại nghĩ đến một con đường đối ngược lại, do đó ngài tu khổ hạnh. Và sau 6 năm khổ hạnh đó, thì ngài thấy nó vô ích, ngài từ bỏ, ngài đã chọn con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó là con đường chánh đạo tám ngành, hay là ở đây nói một cách ngắn gọn là giới định tuệ, tam học. Tam học hay bát chánh thì giống nhau. Chúng ta nên hiểu rõ thêm về con đường trung đạo và hai cái cực đoan
lời dưỡng và khổ hạnh theo trong sớ giải đó, thì lời dưỡng và khổ hạnh đó nó giống như một thứ nghiện, nghiện kiểu này hay là nghiện kiểu kia. À, nó thứ nghiện là như vậy, là những người mà chuyên tu về khổ hạnh hay là những người sống lợi dưỡng đó, giống như những người lấy phương tiện làm cứu cánh. Thế nào là lấy phương tiện làm cứu cánh? Ở trong sứ giải nói đó là khi họ thực hành lợi dưỡng hay là khổ hạnh đó, thì họ say sưa ở trong đó. Dạ, họ say sưa trong đó. Và cái sự say sưa đó nó khiến cho người ta cảm thấy rằng mình đã có thành tựu. Dạ, mình đã thành tựu. Chúng tôi lấy một ví dụ như một cái vị tu sĩ vào chùa có thể rơi vào trong hai cái trường hợp. Một á, là do cái sự đời sống tu của mình trở nên giàu có nhiều đệ tử, có nhiều đàn tính, cất chùa to, Phật lớn và cảm thấy rất là sung sướng. Cái đó nó cũng là một cái hình thức thủ đắc, cái lợi dưỡng, cung kính lợi dưỡng danh vọng, cung kính lợi đắc. Nhưng mà lại có một cái vị khác vào trong chùa tu thì bỏ hết tất cả, có khả năng ở trong rừng, có khả năng sống một mình. Và vị này cũng say sưa với điều đó. Dạ, say sưa với cái khả năng sống đó, nghĩ rằng mình đã có sự thành tựu. Thì cái đó nó cũng là một cực đoan. Thật ra thì lối sống là lối sống, nó không phải là cứu cánh. Nó chỉ thật sự là một phương tiện. Khi nào mà cái lối sống đó giúp cho người đó tu giới, tu định, tu tuệ, chứ cái lối sống không phải là cứu cánh. À, không phải là mình có nhiều tiền, nhiều đàn tính, nhiều chùa to, Phật lớn là cứu cánh. Hay là mình có thể sống trong rừng, sống một mình, sống ở Bà Tha Ma Mộ Địa, nó là cứu cánh. Không nên hiểu như vậy. Cái này nó, cái này nó là một điểm rất là tế nhị. Tức là đừng lấy phương tiện làm cứu cánh, đừng lấy một lối sống. Như là có nhiều người họ rất là tự hào rằng tôi sống rất là đầy đủ, đó là sự tự hào. Hay có người tự hào tôi sống rất là giản dị, tôi sống rất là đơn giản, tự hào. Vấn đề không phải đầy đủ, không phải là đơn giản, mà vấn đề là trong hai lối sống đó, đó nó có cái khả năng làm cho đời sống tinh thần của chúng ta thăng tiến, tiến bộ, làm cho trí tuệ được khai mở, làm cho tuệ giác được thành tựu hay không. Cái chuyện đó nó khác nhau. Dạ, chuyện khác nhau. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một cái người bây giờ làm nông. Và làm nông, có những người thì mua sắm đầy đủ nông cụ. Và có người khác thì không cần làm nông cụ, mà chỉ có cái cuốc, cái cài, cái cuốc, cái xẻng có thể làm được cái nhiều việc. Thì cả hai bên đều tự hào hết. À, tôi có thể làm ruộng mà không cần máy móc gì hết. À, chỉ cần cuốc xẻng làm được rồi. Một người khác nói tôi làm ruộng với đầy đủ trang bị. Cả hai cái sự tự hào đó, nó không có thực tiễn. Và nó chỉ là một cái sự nhầm lẫn thôi. Tại vì vấn đề không phải là mình có nhiều cái nông cụ đắt tiền. Vấn đề không có nghĩa là mình làm nông với những cái phương tiện đơn giản, mà vấn đề là mình có làm được công việc hay không. Ở đây chúng ta nên hiểu cái sự khác biệt giữa phương tiện và cứu cánh như vậy. Nếu lấy phương tiện và cứu cánh, nếu lấy cái lối sống, nếu lấy một cái hình thức nào đó mà mình lựa chọn, nó trở thành một cái cứu cánh để thủ chấp đó, thì mình có vấn đề. Thứ vì về điều này đó, thì giống như ngày nay tất cả chúng ta đôi khi mình thấy là nó có ý nghĩa đó. Ví dụ như là một cái đạo tràng được tổ chức rất là nghiêm trang, hay là một cái phòng thiền được tổ chức rất là Nhật Bản, hay là một cái lối sống có cái kiểu riêng, đi đâu cũng có mang theo sâu chuỗi, ăn uống là ăn chay niệm Phật vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là chúng ta chỉ lấy cái đó làm cái cứu cánh, lấy là mục tiêu. Cái đó, những thứ đó là hình thức thôi, nó không phải là cứu cánh của chúng ta. Và không phải là mình tu mình có nên có sâu chuỗi hay không sâu chuỗi,
Và mình phải đặt câu hỏi là sâu chuỗi đó, đó có dẫn chúng ta đến sự phát triển xa hơn về niệm và định hay không? Dạ. Cái lối sống đó nó có thể làm cho chúng ta tốt hơn hay không? Và chúng ta phải thấy, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thường nhắc lại lời dạy của Đức Phật. Dạ, ta lời dạy Đức Phật. Và ở trong cách nhắc đó, Ngài nói về con đường trung đạo mà nhiều người không để ý. Lối sống đó, sự thân cận đó, sự thực hành đó, đó nó có làm cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm hay không? Chúng ta nhớ cái mục đích trước mắt á, là làm cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm. Và do thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm á, ở đây chúng ta nói thiện pháp và chúng ta nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hay là chúng ta nói đến giới định tuệ. Nó là quan trọng, chứ không phải là cái lối sống đó là quan trọng. Cái điều quan trọng cho chúng ta chấp nhận. Đôi khi trong cái thế giới của người tu hay thế giới của tôn giáo hay thế giới của tín ngưỡng thì nó rắc rối lắm. Nó rắc rối là nó chằng chịt nhiều điều, nó đủ thứ những cái mà chúng ta gọi là quả mù khiến cho một người có thể thấy rằng cứu cánh là phương tiện, hay là có thể làm cho chúng ta lầm tưởng cái này là cái kia, trông gà hóa cút, rất dễ dàng có cái nhầm lẫn đó. Nên trong cuộc đời này, và thưa quý vị, khi mà chúng ta là người con Phật tu tập học Phật pháp đó, thì điều mà chúng ta rất cần để biết, rất cần để suy nghĩ là cái khả năng nhìn lại, cái khả năng hồi quán, cái khả năng tự phản tỉnh, xem coi điều mà mình thân cận, điều mà mình đang thực hành, cái lối sống mình đang có đó là lối sống khiến cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, hay là nó chỉ dậm chân một chỗ, đứng đó thôi. Cái này người ta nói là trăm năm trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, cùng tu thì chìm. Thì cái khéo này là do cái khả năng nhận thức chúng ta. Chúng ta rồi sẽ phải đi xuyên qua cuộc đời này, cho dù là mình là người xa hay là cư sĩ, là người tu theo kiểu này hay người tu theo kiểu kia, người có thành tựu này hay thành tựu khác. Nhưng mà chúng ta phải có một cái khả năng để nhìn lại chính mình, thử xem trong cái hành trình đó, trong cái sự chọn lựa đó, nó có một cái tác dụng như thế nào đối với điều mà mình gọi là sự tinh tiến hay là sự thối đọa. Và trở lại bài kinh, Ma Vương đọc ý nghĩ của Đức Phật. Ở đây thì chúng tôi cũng phải nói thêm một chi tiết đó là nhiều người hiểu lầm là câu đó là phàm nhân không đọc được tâm tư của bậc thánh, hay là những vị thánh bậc thấp không đọc được cái tâm tư bậc thánh cao. Cái không đọc được là như vậy, thứ vị là có những điều rất là tinh tế, rất là tế nhị thì không đọc được. Giống như là một cái người con mà chưa có làm cha làm mẹ đó thì không hiểu hết, không đọc được hết cái cách suy nghĩ của cha mẹ. Có đôi khi nói sao đứa con nó hư hỏng mà cha mẹ lại thương nhiều, lo nhiều chẳng hạn. Tại vì đứa con nó chưa có làm cha mẹ thành không hiểu. Nhưng mà điều này không có nghĩa là đứa con không hoàn toàn đọc được tư tưởng của cha mẹ. Có những thứ cũng đọc được. Dạ. Thì Phạm Thiên Sam Bát Tý hay là Ác Ma, hay là kể cả Tôn Giả Ananda, có những thứ lúc cũng hiểu được ý của Đức Phật. Nhưng mà hiểu nhiều cách khác nhau, đọc được nhiều cách khác nhau. Chứ không phải là khi đọc được thì Ác Ma hay là Phạm Thiên có thể đọc trọn vẹn tâm ý của Đức Phật. Tại vì cái trình độ giác ngộ không tới.
Dạ, trên đường giác ngộ không tới chúng ta nên hiểu như vậy. Thành ra có những điểm mà vị Tu Đà Quần có Đắc Tha Tâm Thông cũng đọc được cái tâm của vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán tại Đức Phật, nhưng mà có những điểm mà không đọc được, chứ không phải là hoàn toàn không đọc được. Cái này là cái không, chúng ta không nên hiểu lầm. Thì Phạm Thiên Sắc Bát Tý và Ma Vương cũng như nhiều chúng sinh có thần lực cũng có thể đọc được tâm của Đức Phật, mà đọc được những điều rất là bình thường thôi, và rất là bình thường thôi, chứ không phải là cái cảnh giới cao vời của Phật trí. Tại vì cái cảnh giới đó Ma Vương đọc không tới. Thí dụ một vị A-la-hán giác ngộ Niết Bàn thì Ma Vương không đọc được tới, tại nó không có nằm ở trong cái sự hiểu của Ma Vương. Chúng tôi thấy tương tự như vậy là một cái người họ làm ăn rất giỏi trong thương trường, và nhưng mà họ đến họ gặp một nhà sư, một nhà sư nói về nói pháp. Có nhiều khi không phải là họ không có học lực, họ không có đủ ngôn ngữ, họ không đủ trình độ, nhưng mà họ sống ở cảnh giới khác, họ không hiểu được cái gì nhà sư nói. Dạ, có những trường hợp như vậy, có những cái hiểu được, có những cái không hiểu được. Thành ra khi Ma Vương đọc được tư tưởng của Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài cảm thấy rằng thật là tốt lành thay là ngài đã từ bỏ khổ hạnh, ngài đã từ bỏ cái con đường vô ích đó, để do sự từ bỏ đó ngài đã tu tập trung đạo và thành tựu giải thoát. Thì Ma Vương nghĩ đến nói lời đó mà nghe như khuyến tu. Nghe nói khuyến tu đó là cái pháp, cái chữ tắp á. Tắp á ở đây tức là sự thiêu đốt. Thật ra thì chữ tắp á nó là một cái chữ mà được hiểu nhiều trong cái khổ hạnh, thứ gì là cái người khắc kỷ ép sát. Và thậm chí người ta hiểu thường nghĩa đen là tắp á là ngồi ở trưa nắng, ở ngoài đồng, ở giữa nắng chang chang như vậy thiêu đốt. Nhưng mà đạo Phật gọi tắp á chỉ cho thiền định, như chúng ta đọc ở trong kinh Mangala Sutta, Đức Phật dùng chữ tắp á chỉ cho sự tu tập, có nghĩa là thiêu đốt ác pháp hay là tiêu diệt ác pháp. Thì chữ tắp á quý vị cũng nên cẩn thận. Dạ. Ở đây tắp á khăm măng là khổ hạnh. Dạ, khổ hạnh. Thì Đức Phật ngài dạy rằng điều đó vô ích. Ở đây nó có một cái thành ngữ. Ở đây cái thành ngữ này thì chúng tôi không bắt đầu sâu về phương ngôn ngữ, nhưng mà thành ngữ này nó quen trong Ấn Độ, tức là bánh lái và mái chèo. Mái chèo và bánh lái ở trên cạn, Thamana. Thamana là pháp, nhưng mà ở đây có nghĩa là trên cạn hay trên bờ. Quý vị thấy rằng cái bánh lái cũng như là cái mái chèo nó chỉ hữu dụng ở dưới nước thôi, nó đem lên trên cạn đâu có nghĩa gì đâu. Thì nó là một cái thành ngữ chỉ cho điều gì hoàn toàn vô ích. Và hoàn toàn vô ích chúng ta đọc rất là nhiều trong cái văn học phản ngữ. Thì Đức Phật ngài dạy như vậy, và ngài khẳng định rằng con đường ngài đi là con đường giới định tuệ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây. Và nên nhớ rằng bài này mở đầu cái chương về ác ma. Quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái chi tiết rất là thú vị trong cái chương này. Hôm nay chúng ta nói hơi nhiều một chút về ác ma. Bây giờ thì không biết Thượng tọa Thiền Siêu còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Thiền Siêu còn ở trước máy xin... dạ, Thượng tọa Thiền Siêu không còn ở trước máy. Và hôm nay Chư Tăng cũng chư vị giảng sư không có chư vị, hôm nay chỉ có Sư Nguyên Thông thôi. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trên máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông khoan nghĩ chia sẻ với quý Phật tử. Trước khi mà Nguyên Thông dốc lòng để tu tập theo Phật giáo, thì Sư Nguyên Thông cũng đã có thời gian theo Thiên Chúa giáo. Sư Nguyên Thông có một bài chia sẻ về Sa Tăng và ác ma không? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Thưa sư phụ nói đúng. Trước khi con đi vào Phật giáo thì có thời gian con tu bên Thiên Chúa giáo 6 năm. Khi mà con tu bên Thiên 6 năm thì con hỏi một vị cha, đó là thưa cha, con tu theo cha giảng dạy bảo được 6 năm rồi.
vậy chừng nào con bằng Chúa? Cái cha nói là dạ, Chúa là ở trên trời và chúng ta luôn luôn là nô lệ của Chúa, chứ chúng ta không thể là nào bằng Chúa được. Cái con nói vậy thì cha luôn luôn làm nô lệ cho Chúa rồi, còn con không chịu. Bởi vì con học là con phải thi, mà thi là phải đậu, chứ không thể nào con luôn luôn là một người vô minh được. Và từ đó con bỏ Thiên Chúa giáo. Và trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, kính thưa chư vị, ăn chay không phải là cái tu. Tu là sửa chữa, ăn chay không có sửa chữa gì cái tâm tánh của chúng ta. Là bởi vì con người chúng ta tu hành là con người ta là hạnh phúc hay đau khổ là do cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta. Là bởi vì cái thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta, tất cả cái đó nó nằm ở trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và chúng ta nhìn những cái gì, làm những cái gì đúng theo giáo pháp thì cái đó mới gọi là tu. Chứ còn cái ăn chay chỉ là giúp cho cái sự mà tiêu hóa thì nó có thể là dễ dàng hơn. Nhưng mà đôi khi ăn chay nó cũng thiếu cái chất bổ nữa. Cho nên là, kính thưa chư vị, bây giờ có sư phụ ở đây đó, thì con xin hỏi là con, theo con thấy là Đức Phật không có ăn chay. Đức Phật chỉ thọ dụng những điều gì mà chư vị Phật tử hay dân chúng cúng dường, và cho thấy cho nên là không có phải ăn chay. Cái ăn chay không có nằm giáo pháp của Đức Phật. Cho nên Đề Bà Đạt Ba có khuyên là ăn chay thì Đức Phật nói là giáo pháp của ngài đâu có cấm ăn chay, ông muốn ăn chay ăn chay. Cho nên là không có phải là cho nên chúng ta học giáo pháp của Thế Tôn thì chúng ta phải hiểu rõ rõ ràng những điều mà Thế Tôn giảng dạy để mà chúng ta thực hành theo. Chứ nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta thành như hồi nãy sư phụ có nói câu rất hay là đừng có nhầm lẫn, đừng có nhầm lẫn cái phương tiện là cái cứu cánh của chúng ta. Và cái cứu cánh của chúng ta là giải thoát khỏi cái sự trói buộc của những cái ngũ quẩn. Là khi mà chúng ta nhìn mà mắt thấy khả ý, khả đẹp, khả hỷ, rồi chúng ta bị xa ngã vào đó, thì cái điều đó là cái điều mà chúng Đức Phật đã giảng dạy là phải tất cả những cái điều mà chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm đó, thì bị đốt cháy, bị đốt cháy hết. Đốt cháy bởi cái gì? Bị lửa tham, sân và si. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái giáo pháp của Thế Tôn giảng dạy để mà chúng ta sống trong giáo pháp, ung dung trong giáo pháp, mà không có bị cái giáo pháp nó vùi dập với chúng ta. Thì đó là cái giáo pháp của Thế Tôn giảng dạy như vậy. Kính thưa sư phụ, cái điều này thì rất là khó nói, nhưng mà chỉ những người mà vào room thường xuyên lắng nghe giáo pháp và hiểu rõ suy tư thì mới nhận ra cái chân lý, cái gist, cái cốt lõi của giáo pháp, mà hiểu được cái đó thì mới là sống một cách an nhiên tự tại mà không có bị những cái bát phong nó vùi dập với chúng ta. Và đó là cái mục đích của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này, làm thế nào để cho chúng ta sống trong trần gian này mà không bị những cái cám dỗ của những cái pháp thế gian. Đó là cái điều, là cái trí tuệ, phải là cái người mà có hiểu biết cái trí tuệ mà giáo pháp của Thế Tôn đã giảng dạy chúng ta thì mới sống một cách thông dong tự tại trong cuộc đời đầy biến đổi này. Kính thưa sư phụ, con chỉ biết bao nhiêu đó thôi, con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng và những điều mà sư phụ thấy là chúng con cần Phật học hỏi, sư phụ dạy thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thủ kính thưa sư Nguyễn Thông, và quý vị nghe rõ không? Dạ vâng. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi đi quyết cho Thượng tọa Tư Nguyên, nhưng mà rồi sau khi đi quyết xong thì
ngoài sư Minh Thông ra thì chúng ta cũng không có chư tăng khác ở trong lớp học, nên có lẽ là chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục nói về bài học ngày hôm nay thay vì đi qua phần thảo luận. Quý vị quan hệ nhất có nhiều khi không phải chúng tôi muốn nói nhiều, nhưng mà rồi bây giờ không có vị nào khác thì cứ tiếp tục thôi. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến một điều, đó là cái khái niệm về ma quỷ yêu tinh ở trong văn hóa Trung Hoa đó. Và mặc dù chữ ma đó là cái chữ mà được âm từ cái chữ ma rá trong Phạn ngữ, nhưng mà chữ ma trong tiếng Trung Hoa đó nó lại được kéo xuống hàng thứ thấp. Ma đó thì chỉ để nhắc thôi, nhắc ma và ma hiện hình ra, nhưng mà bị ma ám đuổi thôi, chứ không có đáng sợ bằng quỷ. Và quỷ thì chúng ta nói đến loại quỷ dữ, là hung dữ, là nói dữ như quỷ. Quỷ thì dữ hơn ma, cũng là loại phi nhân mà dữ hơn. Và trên cái ma và quỷ có yêu tinh. Dạ, yêu tinh tức là yêu tinh chỉ cho những cái con vật mà tu lâu thành tiên, không biết tu cái gì không biết tu cái gì mà không biết, nhưng mà đại khái người Trung Hoa nói rằng những con vật mà sống lâu á thì nó thành tinh. Cái này chúng tôi không thấy ở trong thứ tiến hóa của Darwin, nhưng mà thứ tiến hóa của Trung Hoa, mấy con vật nào sống ngàn năm á thì thành tinh, rồi thành tinh mà nó còn lộng hành nữa thì thành yêu, rồi yêu quái. Và điều này thì nó cũng len lỏi vào trong cái văn hóa của Phật giáo qua cái Tây Du Ký. Tây Du Ký là một tác phẩm của Ngô Thừa Ân. Thật ra Ngô Thừa Ân là một người theo đạo Lão, thưa quý vị. Ngô Thừa Ân có hai người bạn. Ấy có một người bạn, một người theo đạo Phật, Ngô Thừa Ân theo đạo Lão. Thì hai bị thách thức với nhau. Thì hai người, một người tu theo đạo tiên, theo tiên đạo đó, theo đạo gia đó thì biết về Phật. Và người theo Phật gia biết về đạo Lão. Mà chúng ta có tác phẩm Bát Tiên Quá Hải đó. Và Phật giáo Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký. Thì trong Tây Du Ký là yêu tinh. Ví dụ chúng ta nói năm con yêu nhìn nhận chẳng hạn, hay là nhiều con yêu khác. Thì nói cho cùng thì tu cũng thì cũng gần giống như là một loại thứ yêu quái, mặc dù là không phải là thành tinh, nhưng mà từ cục đá nứt ra rồi được tổ sư Bồ Đề giải đạo, rồi có 32 quyền công, thiên biến vạn hóa, đến độ mà lên đại náo cả thiên đình. Thì đó là tiểu thuyết thôi, nhưng mà trong cái khái niệm của chúng ta đó thì ma là thấp nhất. Ma thì thường là nhắc ma thôi, nhưng mà gọi là dữ phải là quỷ, như con chằn, như chằn tinh, dữ quỷ dạ xoa chằn. Và yêu tinh thì là thứ đáng sợ hơn, lộng hành hơn là yêu tinh. Và chúng tôi không muốn làm cho quý vị sợ, nhưng mà ở trong kinh ghi sợ ma có khi cũng dám nhắc Phật, mà nhắc không được, nhưng mà dám nhắc Phật. Ma vương đến nhắc Phật và nhắc vị thánh đi tự Phật, nhắc thánh tỳ kheo tỳ kheo ni. Khi các ngài mà chúng ta đọc ở rất nhiều chuyện, khi các ngài ở trong rừng sâu núi thẳm một mình, ở độc cư một mình, mà nhất là ban đêm thì ác ma thường hiện ra quấy phá. Nhưng quý vị đừng có lo lắng nhiều lắm,
quý vị đừng lo lắng nhiều quá lắm. Thật ra đó thì ác ma là một cái thế lực đen tối đó, thì chỉ nhìn Phật và các đại đệ, các đệ tử, các vị thánh đệ tử đó, các đệ tử đó là đối thủ thôi. Chứ trong cái nhìn ác ma thì phần đông chúng ta đó là những đứa con ngoan của ác ma, đối thủ ác ma, không phải đối thủ để ác ma quấy phá. Nói như vậy thì kỳ, chúng ta nói chúng ta là con Phật mà, là Phật tử mà sao là con của ma được. Thật ra chúng ta hay sống theo ma nhiều hơn sống theo Phật. Điều mà ác ma không muốn, không thấy đó là những người từ bỏ dục lạc. Điều mà ác ma không muốn, không thấy đó là những người hướng cầu giác ngộ, giải thoát, siêu xuất tam giới. Còn những chúng sinh trong đời mà còn ưa thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, còn ưa thích sanh tử, ưa thích sanh về cõi trời, ưa thích làm ông này bà kia, chức này chức kia, thì thật ra đều là con ác ma hết. Con ác ma. Chứ chúng ta chưa có vượt khỏi cái vượt khỏi ma giới, chưa có vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Thật ra nói theo ngôn ngữ của chuyện kiếm hiệp đó, thì chúng ta chưa phải là đối thủ của ác ma. Ác ma không phải. Nhưng mà chúng ta, cái ma trong lòng chúng ta sẽ phiền não trong lòng. Chứ cái mà gọi là ma mà đến nhát Đức Phật, hay là phá Đức Phật, hay là phá các vị thánh tăng đó, chưa tới phiên chúng ta đâu. Chúng tôi nói điều này không phải để trấn an quý vị, nhưng mà nghe rất là khôi hài là chúng ta không phải là đối thủ, mà thường là ma vương nhìn thấy chúng ta vẫn còn nằm ở trong vòng cương tỏa. Nằm cương tỏa. Thì ma vương không có thấy cần thiết phải phá chúng ta. Không giống như chúng tôi biết là có những người họ đi hoạt động đó, họ rất là mong được báo chí, được nhóm này nhóm kia họ chửi bới mình. Tại vì sao? Về chửi về mới nổi tiếng. Nhưng mà họ chờ hoài không ai chửi hết. Tại vì sao? Người đó chưa đủ quan trọng để người khác chửi đâu. Thật ra khi bị chửi nhiều nó cũng quan trọng lắm, người ta mới chửi chứ. Nhưng mình không làm cái gì hết thì dù mà làm cái gì thì người ta cũng không chửi. Thật ra khi mà bị chửi nó cũng có nghĩa là mình cũng có nặng ký, người ta mới chửi mình. Chứ mình không ra cái gì hết thì chẳng ai chửi. Người ta nói không ai đá đồ chó chết hết. Thật ra ở đây một trong những lý do mà chúng ta thấy rằng không phải trong bài kinh này, mà chúng ta sẽ có nguyên một cái chương về ác ma. Ở trong đó quý vị thấy rằng ác ma xuất hiện rất là nhiều lần. Và khi mà chúng tôi nói bài kinh này đó, thì thường là nói buổi sáng bên Mỹ. Và chắc giờ này bên Mỹ nghe bài kinh này không có gì, nhưng mà nếu quý vị nào mà ở Việt Nam ban đêm mà sắp đi ngủ, ở nơi vắng mà cứ nghe nghe đến ma nhát, ma và giáo giác Phật nữa. nghe lạ phải không? Nhưng quả thật có ma giáo giác với Phật nữa, thì quý vị cũng đừng có sợ, là Phật và các vị thánh tăng, các vị tu hành mà đạo cao đức trọng thì ma nó ghét, nó không thích, nhìn nó phá. Nhưng mà chúng ta thì chưa phải đối thủ để ma phá đâu, thành nên chúng ta cứ đừng có sợ ma. Thực tình mà nói thì ở trong kinh có nói đến cái hiện tượng của các loài phi nhân. Loài phi nhân, những loài phi nhân này đó thì chỉ có cái tác động là hoặc là nhát chúng ta, hoặc là ám ảnh, hoặc là ngăn ngại, nhưng mà không có tàn hại chúng ta được. Tại vì chúng ta sống mà chết đó, do cái nghiệp của mình. Theo trong kinh mà chúng ta hiểu đó, là mỗi chúng sanh sanh ra là cái sống cái chết đó, nó do cái chi phối của nghiệp lực, nó hơn là do cái ý tưởng của người khác. Ví dụ như là mình sống ở tại Mỹ, dĩ nhiên có những người họ cũng bắn giết mình, nhưng bắn giết là thể dục ký của mình. Chứ thật ra không có đơn giản để một người này xử người kia chết là chết như chúng ta nghĩ. Thì ở trong cõi đời này cũng vậy, có những cái chúng sanh nó có thế lực vô cùng, nhưng cái thế lực đó nó cũng có cái, nó có cái ranh giới của nó. Cái ranh giới, thí dụ như là ở trong kinh bổn sanh nói rằng có những loại dạ xoa,
mà nó có cái ranh giới trong một cái bờ hồ. Chỉ khi nào bước qua khỏi ranh giới, đặt chân xuống hồ thì nó mới được ăn thịt. Do cái lời hứa, do cái lời sự xác nhận của chư thiên, của tứ thiên vương. Chứ ngoài ranh giới thì nó không làm được gì. Tức là ma quỷ nó cũng có cái năng lực hữu hạn, chứ không phải là năng lực vô cùng như chúng ta nghĩ. Ở đây thưa quý vị, yeah, chúng tôi được thông báo là có thượng tọa Tư Quyền vào. rất là tri ân thượng tọa Tư Quyền. Hôm nay thì thưa quý vị, chư vị giảng sư không ai vào nên chi chúng tôi có nói rằng chúng tôi sẽ nói phần còn lại. Nhưng mà rồi thượng tọa Tư Quyền vào rất là hoan hỷ. Không biết thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thượng tọa Tư Quyền có thể cho biết và chúng ta có thể bắt đầu một cuộc thảo luận. Và hy vọng rất nữa ngoài thượng tọa Tư Quyền cũng có một vài vị giảng sư khác. Yeah. Thượng tọa Tư Quyền, hôm nay chúng ta có nói về việc mà Đức Thế Tôn này từ bỏ khổ hạnh, đi theo con đường trung đạo. Và sau khi Ngài thành đạo, Ngài nghĩ đến cái lúc Ngài đi khổ hạnh thì Ngài nói thật là tốt lành là mình đã từ bỏ khổ hạnh. Yeah. Thì Thượng tọa Tư Quyền, khi mà chúng ta đề cập đến khổ hạnh đó, đôi khi nó lại có vẻ như là mình đụng chạm đến một cái pháp tu gọi là khổ tu, hay là pháp tu mà tương đối là thanh hạnh, pháp tu tương đối là một cái đời sống tu giản dị, thanh nghiêm. Thì chúng ta có thể nói rằng một trong những cái hình thức mà tương đối hơi khổ tu đó là hạnh đầu đà. Thì theo Thượng tọa Tư Quyền nghĩ đó, là chúng ta là người xuất gia, là một vị tu sĩ, mình làm sao để phân biệt được giữa cái thanh tu, khổ tu và khổ hạnh. Và thậm chí ở trong kinh mà chỉ tắp bá đó, đôi khi dĩ cho thiền định mà chỉ tắp bá đôi khi là khổ hạnh, như ở đây chẳng hạn. Thì một cái người tu mà khắc khổ ở mức độ nào mà chúng ta nghĩ rằng nên dừng lại, không nên đi quá xa nữa, thì xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tư Quyền. Thượng tọa Tư Quyền ơi, thượng tọa quan hỷ xem lại mic ở trong room không nghe được thượng tọa. Một lần nữa xin được một lần nữa xin được hỏi vậy. Dạ, thưa quý vị, Thượng tọa Tư Quyền không có mặt ở. Dạ, Thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Dạ, xin thỉnh thưa tọa. Dạ, bây giờ có nghe được. Dạ, muốn hỏi Thượng tọa là ở trong Phật giáo mình có cái pháp tu đầu đà đó. Dạ, con nghe câu hỏi rồi. Dạ, tại vì... dạ, dạ rồi, thỉnh thưa tọa. Dạ, thỉnh thưa tọa. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô San Thầy Giá, con kính lễ đến Giáo Pháp Kim Tăng, kính lễ đến Tổ Chức Đảng, Tổ Minh Hạnh, Sư Nguyên Thông Sư, Đệ Đức Tổ Tri, Đức Tổ Đức cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, trước nhất chúng ta phải xác định rõ
như lời của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói rồi đó, cái chữ khổ hạnh ở đây cái chữ bát. Mà nếu khổ hạnh mà trên một tinh thần mà ép sát, hành sát, ép sát, thì đó chính là một cái khổ hạnh mà Đức Phật Ngài, Ngài Sa Thú Lần Thai, Ngài đã từ bỏ cái điều đó. Quả đúng như vậy. Bởi vì nó thật sự không có một cái lợi ích gì khi mà mà hành sát mình phải như thế. Nó khác hơn là một cái tính đầu đà, mà là một pháp môn coi như là cái chữ đầu đà thì chúng ta biết là cái là một cái pháp mà để nhằm để khắc chế, áp chế cái phiền não. Nó khác. Thí dụ như vị ấy ngủ ngồi nhằm mục đích cái gì? Vì ngồi để ngủ chứ không có nằm để ngủ. Mục đích tức là vì ấy ngăn ngừa cái quay nghi, ngăn ngừa cái quay nghi nằm để cho mình được tốt đẹp. Tức là mình không có như ngủ cho nó đã, ngủ cho nó khỏe. Hay là quý vị ấy dùng nhiều cái thí dụ như mang một y, mặc một y, chỉ thợ dụng một y thôi chẳng hạn, thì tất cả những điều đó nó nhằm mục đích là để cho khắc chế cái tham dục, mà tiến triển cái sự tu tập mình nó mạnh mẽ, nó tốt đẹp. Đó là nó khác hơn. Một người mà hành sát cứ như là tự nhiên đứng ở ngoài nắng, chạy ra ngoài nắng, đứng văng nắng cho nó giữ. Bây giờ chẳng hạn như là đứng một chân, không đứng hai chân, nhằm mục đích tức là thể hiện cái sự khổ hạnh phải ép sát. Rồi chẳng hạn như là lăn trên đá nóng, hay hoặc là họ làm như vậy, họ cho rằng chịu cái sự thống khổ của thân xác này để hành sát mình một cách khủng khiếp như vậy, thì đó mới là cái tu. Và họ cho như hành sát như vậy để chi cái xác thân nó đau đớn khi nào, thì họ ngay khi đó họ mới diệt trừ được cái phiền não. Họ cho là như vậy, nhưng quả thực cái tinh thần đó nó không có. Theo ép sát khổ hạnh, nhịn ăn nhịn uống, thì kính thưa quý vị, khi mà không có cái dung hòa giữa cái tứ đại đó, được nó được điều hòa đó, thì nó không thể phát huy lên một cái trí tuệ minh mẫn sáng suốt được. Đó là sự thật. Không có thể có một cái sự suy nghĩ tốt đẹp, cao vời trong một thân xác ốm o, gầy mòn, bệnh hoạn, thiếu sức sống, không còn sức sống. Cho nên tại sao mà Bồ Tát nói rằng rất là đúng đắn, khi mà Ngài đã từ bỏ cái lối sống khổ hạnh, đi về con đường trung đạo, nó là như thế. Bây giờ chúng ta thấy nhiều lắm, nhiều người á, còn cái chuyện mà chúng ta biết là thí dụ như là về sau thì có một số người chẳng hạn như người ta mặc cái y mà cho nó dữ dằn. Chứ có một lần có một vị tỳ kheo này mặc cái y mà tự vì đó cái y nó đã vốn là nó đã cũ, cái màu nó đã bình thường rồi, cái vì đó giá thêm 4-5 miếng vải lên cái vẻ mặc vậy. Cái nó cũng thân tình, cái nó hô sư ơi, sư cái y á, dầu cho nó có cũ, dầu cho nó như thế nào, nhưng cái y đó nó là cái điều luật chế của Phật được ban bố như vậy. Bây giờ tự nhiên cái sư mai sư đắp lên, sư cắt gốc này, sư trắng gốc nọ, là nó không còn đúng cái cách mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy thì tỳ kheo phải giá cái và phải làm cái y như thế nào cho nó đúng cái luật. Cái vị ấy nói một câu, chúng tôi nghe chúng tôi cũng bó tay luôn. Cái này con mặc, con gặp các vị lớn, ngay cả con đi bên nước ngoài cũng vậy, con gặp vị này lớn, vị kia lớn, con gặp như quý ấy là người ngoài Đà Nẵng, thấy không? Có lần con qua bên Mỹ, con cũng gặp ngài Pháp Nhẫn, con cũng gặp ngài Tịnh Đức, mấy ngày đâu có nói gì mà sao sẽ nói vậy. Tôi nếu sẽ nói vậy thì tôi bỏ tay, tôi không nói nữa. Thì kính thưa quý vị, chỉ một điểm thôi,
mà cái y ngoại sắc hay là cái y mà y đầu đà, y phấn tảo, y phấn tảo đem cái giải mà tha ma mộ địa về cũng phải may đúng, chứ không phải là ráp lại bao nhiêu thước đó rồi xong cái rồi là mặc cái y lên, không phải vậy, mà là đúng thửa, đúng cách, nó ngủ đều hay là thất đều, củ đều, nó phải có cái bài bản. Mà trong luật mà khi mà cử hành tăng sự Kathina đó, cái vị luật sư hiểu biết được một cái trình mạch, cách mai y như thế nào, cách y nó phải ra sao thì nó phải là một bài bản tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói như vậy để khuyên vị đó thôi. Nhưng cái cách mà hiểu, cái cách mà nghĩ như vậy của vị đó nó khủng khiếp bao nhiêu đó thôi. Cây của Phật không phải là chúng ta muốn làm cái gì chúng ta làm, mà phải đúng điều đúng luật, phải đúng điều đúng luật thì nó mới là một cái nó mang tính nó tốt đẹp. Rồi vị ấy nói rằng vị ấy con mặc y này là con nguyện con mặc y theo bên đầu đà phấn thảo. Chúng tôi nói cái này không phải là cái phấn thảo, cái này gọi là cái bá nạp nó vô, chứ còn phấn thảo cái gì thì thôi, nói vậy thì thôi. Cho nên ở đây cái sự khổ hạnh, cái sự ép sát nó khác hơn là cái sự tu đầu đà thuốc tăng giá. Tức mình gọi chữ thuốc tăng giá, tức đầu đà đó. Mục đích vì ấy hạn chế tiếp xúc với ngoại cảnh, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt để khắc chế nó nhiều. Còn cái ép sát á, bây giờ nha, họ ra chế ra, bây giờ không được ăn thay gì, thí dụ như mình ăn 2-3 chén cơm, chúng tôi ví dụ đi, chúng ta mới no, ăn 3 chén cơm nó no, bây giờ không được, mình khổ hạnh, mình ăn bắt đầu một chén, mình khắc chế một chén, rồi nửa chén, rồi bắt đầu một nắm, rồi như mà Bồ Tát Siddhartha, quý vị biết như từng hộp gạo vậy đó, chỉ ăn vô, thì nó nuôi thân xác gì được, bởi cho da coi như là da bọc xương thôi, chứ còn da bọc xương, và nhiều cái vị khổ hạnh khác cũng như vậy. Mà đây chẳng qua là quý vị cái đó là tục lệ của Bồ Tát trước khi thành Phật, cho nên chánh giác phải có khổ hạnh, khổ hạnh để chi quý vị không, mai sau vị ấy thuyết pháp thì vị ấy nó con được khổ hạnh không đúng, chỉ con đường trung đạo đúng, thì cái người mà họ thực hành khổ hạnh đó, ông có đi qua cái con đường đó chưa, mà ông nói đây chính là điều này, cho nên các bậc đại giác Đức Phật thì ngài không có làm như vậy. Mà một vị Bồ Tát đại trí thì ngài phải thành tựu trên một cái chuyện nó tốt đẹp. Bất cứ một cái việc gì cũng vậy, không quá cực đoan, quá cực đoan. Ngày hôm nay có đôi khi chúng ta cũng quá cực đoan ở trong những cái nghi lễ, chẳng hạn như phải lại như thế nào, ở nó có nhiều cách lại, chẳng hạn như lại là quỳ mập xuống, ngũ thủ tạ địa, cái đầu, hai cái đầu gối, hai cái chân chấm xuống. Thì nếu như chúng ta bằng cái tấm lòng thành thì chúng ta đảnh lễ gieo năm vóc trọn niềm sám hối á, đó là chúng ta hết sức mình. Có khác hơn là bây giờ nha, phải lại như thế này mới gọi là đúng rồi nha. Một bước thứ nhất bắt đầu gối thứ nhất xuống, gối thứ hai xuống, bắt đầu coi như là cái tay thứ nhất, cái tay bên phải bên trái bắt đầu mập xuống, bắt đầu nằm xuống, rồi người ta chế tác nữa, rồi phải lật lên lật xuống cái tay rồi đứng dậy, và cái thứ hai làm như vậy. Mà sự thật ra đâu có cái gì, đó là cái định chế, mà định chế này rồi thế nó vô, nó rơi vào cái cực đoan nữa. Nếu như anh không lại như thế là anh sẽ sai đó. Chúng tôi ví dụ cho vị nghe, chỉ là một cái thành kính, thân thể cung kính trang nghiêm, nhẹ nhàng đảnh lễ tam bảo. Còn nếu như chúng ta ngũ thủ tà địa thì cũng tốt, gieo năm phút thì cũng tốt, nhưng điều ở đó nói lên cái sự thành kính một cách tuyệt đối, mà không không có một sự xê chuyển gì,
Thì kính thưa quý vị, tất cả chúng ta tu tập á, chúng ta luôn luôn bị một cái bệnh, đó là cái gì? Là đưa ra một vấn đề, và chúng ta áp đặt một vấn đề đó. Khi mà áp đặt đây, nó đưa vào cái trạng thái cực đoan, không được. Cái giới cũng vậy đó. Cái việc mà không ăn chịu, không uống ca hát, đờn ca hát sướng, không cái này không cái kia, mục đích Đức Phật này dạy cho chúng ta hạn chế bớt cái dục tưởng, cái tầm cầu, dục tầm cầu, chứ không phải là một cái chuyện gì gây gớm. Bây giờ ta thọ thực để nuôi, để duy trì sắc thân. Cho nên quý vị biết, nếu như thí dụ như vị tỳ kheo đó bệnh, hay hoặc là vị tỳ kheo đó cần thiết phải có những cái vật dụng gì đó, thì nếu như bệnh, hay lắm, lực Phật hay lắm, khi mà bệnh là không có phạm tội, khi vị điên không phạm tội, khi vị đó được cho phép do bệnh hay cái lý do một chuyện gì nó được tăng giao, thì vị ấy không có phạm tội. Ở đây mới nói đến một cái giá trị của cái gì, của cái trung đạo, của cái bình đẳng, của một cái chuyển hóa nó rất là lớn, chứ không phải là tu là như thế này mới đúng, như thế kia mới là sai, không phải vậy. Rất là nhẹ nhàng cũng vậy. Khi chúng ta thấy ngay cả luôn bây giờ mình ngồi mà tinh tấn nó một cách quá đáng, nhưng mà ngài Anan ngài ngồi cố gắng tranh thủ để chỉ chứng đạo chứng quả, khi rơi vào cái tình huống cố gắng mà nó nghiêng nặng về áp lực, về cực đoan với cái thân xác của mình, ngài cũng thể chứng đạo chứng quả được. Khi mà ngài cảm thấy thôi mệt mỏi quá rồi, thôi bây giờ buông xả cái ngồi ra, và ngài vừa nghiêng mình thôi, chuẩn bị nằm xuống thôi, để chứng đắc thánh quả. Trong kinh còn ghi như vậy đó quý vị. Thì ở đây cái gì nó cũng phải đúng, cái gì nó cũng phải ở cái mức đúng, ở cái mức căn bản, cái quân bình, thì nó mới đạt được cái tốt đẹp. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ nghĩ rằng đầu đà tức là khổ hạnh ép sát, không phải. Đầu đà tức mục đích nhằm để khắc chế cái gì, khắc chế cái phiền não, và chúng ta không có được để cho mà mọi cái việc mà chúng ta dục nó tầm cầu, là nó muốn cái này, ăn cái này, mặc cái kia, làm cái nọ, cái đó chúng ta phải hiểu rõ như thế. Cái mục đích của đầu đà là như vậy rồi. Thí dụ bây giờ quý vị biết là thí dụ như đó, cái hạnh đầu đà, các vị ấy vào rừng, cả một tăng đoàn như vậy, chỉ có cái dù mà ngày hôm nay đó, ví dụ đi, bây giờ nếu như mình ngồi thiền mà mũi mồm nó cắn quá chịu không nổi, thì bây giờ có cái mùng thì nó chặn được mũi nó cắn, thì chúng ta cũng tốt. Thứ nhất là chúng ta không có bị cái sắc thân này nó nhức, nó đau hay nó ngứa khi mà bị bò sát, hoặc là khi mà bị côn trùng mũi mồm nó rắn rít nó cắn chúng ta. Rồi nếu chúng ta thực hiện cái điều đó, có một cái mùng bỏ xuống cũng tốt, hay là có cái thất che mưa che nắng, thì nó cũng là một điều căn bản tốt. Chứ còn nếu ở rừng, nhiều người không có thể đối diện như với sương gió được, thì chẳng hạn người ta có thể chuyển hóa bằng một cách trung đạo như vậy, chứ không được. Bây giờ tuyệt đối phải là phải không có được mùng nha, có mùng là tu không tốt. Cái cách đó nó không có rơi vào cái cực đoan. Bởi vì một ta mặc y phục đây để ngừa mũi mồng gió nắng rắn rít với thời tiết với khí lạnh, mục đích là vậy, để che thân, và ngừa cho mũi mồng gió nắng rắn rít. Và bây giờ thí dụ như bây giờ cái xương mặt nó hở cái vai thì cũng trùm kín lại, rồi thí dụ như mặt nó cũng thể cắn ở dưới chân, có thể cái mũi mồng nó đốt được, thì bây giờ có thể có một cái mùng đó dăng từ trên xuống. Cái mùng ngồi thiền hay lắm quý vị, dăng từ trên xuống rồi
thì nó quá tuyệt. Còn có những cái đồ vật mà hỗ trợ cho các vị mà tu đầu đà nữa. Rồi thí dụ như gặp lúc mưa thì có thể né chỗ này, né chỗ kia, nó đỡ phải, thì ấy phải ướt cả mình. Có nhiều vị thì có cái sức nó đề kháng, có thể vượt qua. Còn nếu như có nhiều vị không có đủ cái sức nó để nó vượt qua thì cũng thua luôn. Tức là vị ấy rơi vào cái bệnh, mà khi rơi vào bệnh rồi thì nó cảm lạnh, rồi nó cứng hổi thì tắt thở. Chẳng những tu nó chưa có đạt được, mà từ cái hành động này nếu không biết bảo trì, không biết gìn giữ thì nó lại là rơi vào cái chết, rơi vào cái bệnh hoạn nặng hơn. Thì cái việc tu đó, nó cả là một chuyện rất là mệt mỏi rồi. Nhưng ở đây người tu cũng vậy. Còn chẳng hạn như bây giờ chúng ta tu mà chúng ta phải đòi hỏi có điều kiện này có điều kiện kia cũng không được nữa. Chúng ta phải biết khắc chế, tất cả tùy duyên. Hôm nay chúng ta có thể có cái mái nhà che, rồi ngày mai chúng ta chở dưới gốc cây, vân vân. Chúng ta có thể có cái chỗ mà nó tương đối nó có thể chúng ta ngồi được, chúng ta đứng được, chúng ta sinh hoạt được. Còn đến những lúc đi tới cái chỗ đó nó ẩm ướt, đi đến những chỗ đó mà nó không cứ như bây giờ ngập lụt hết tất cả, thì chúng ta ngồi tu có được hay không? Thì đem cực đó không được. Bây giờ là tôi mà không ngồi xuống tôi không có tu được. Mà tu mà chẳng hạn như bây giờ nó tu thiền, tức là ngồi thiền, chúng ta nó ngồi thiền chứ không phải cũng là đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, đúng không? Đúng. Đức Phật dạy tứ quay nghiêm mà đi đứng nằm ngồi. Chúng ta nói bây giờ thử suy nghĩ đi đứng nằm ngồi. Dạ. Thì đi đứng nằm ngồi thì đi cũng được, đi cũng đi trong cái thiền, ngồi cũng ngồi trong cái thiền định, nằm cũng nằm trong cái thiền định, cũng như là đang ngồi thiền. Tứ quay nghiêm. Nhưng chúng ta chỉ đặt trọng tâm tới ngồi thiền. Và chúng ta cột cái chữ ngồi thiền phải là ngồi chứ không có được à nhé. Ngoài cái ngồi này, nếu mà tu theo cái cách khác đó là không bao giờ được. Thì đây cũng là một tinh thần cực đoan. Cho nên cái sự khổ hạnh và cái mức độ tu tập về cái thuốc tăng giá, tức là tu tập về đậu đà, nó rất là khác, nó rất là xa. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy nhiều khi tu á, vì ấy có nhiều cái tâm mà khắc chế là do cái vị đó, chứ không phải là mục đích khắc chế để diệt trừ phiền não của chính mình bằng thân tâm của mình, chứ không phải lấy chính mình đó mà ra mà xử lý cho người cũng đúng. Chúng ta phải nhớ như vậy. Tâm của vị đó mục đích thiêu đốt cái phiền não của mình, mục đích Dạ, quý vị nghe nói lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Tôi đang nãy chúng tôi cầm cái cell phone, chúng tôi giảng gì cho nên khi mà có điện, người ta điện thoại tới cái là nó bị đứt. Dạ. Cho nên khi á cái chữ thú tăng giá đây, mục đích là thiêu đốt phiền não, mục đích là diệt trừ phiền não. Thì cái sự tu tập á, ở một cách quân bình vừa phải thôi. Như chúng tôi vừa trình bày, một chuyện nhẹ nhàng thôi. Bởi đó nó không phải là nói đến cái sự khổ hạnh gì mà cần phải có sự khổ hạnh ghê gớm. Nhưng có một điều, chúng ta phải có một sự chịu đựng. Thí dụ như bây giờ, ví dụ như ngồi thiền, chúng ta tập kiết già. Nếu chúng ta không thể ngồi kiết già do chúng ta bệnh kìa. Chứ còn dĩ nhiên ngồi kiết già chút xíu nó đau. Nhưng đau, kính thưa quý vị, phải chịu mà đừng một chút xíu để mình thử
mình, nghiên cứu cái cảm giác đau của nó như thế nào và cố gắng vượt qua. Thì tuy nó một cách thức là mình thử sức cái tâm của mình, chứ không phải là bằng cách đó chỉ có ngồi kiết già mới là chứng đạo, còn ngồi những cái thế khác không chứng đạo là sai. Thì đó là chẳng hạn như hồi xưa chúng tôi còn đi học hay là còn ở trường lớp á, các vị sư phụ bắt ngồi thiền, rồi mới ngồi kiết già, chứ không có ngồi thường tập kiết già. Thì khi mà nhỏ mà đầu tiên á, nó đau khủng khiếp, muốn bỏ xuống mà sợ không dám bỏ. Nhưng điều mà 10 phút, 15 phút, rồi nửa tiếng, rồi 1 tiếng, 2 tiếng bắt đầu tăng dần. Khi nó vượt qua cái cảm giác đau thì nó không còn nữa. Thế đây cũng vậy, cũng tập cho cái tâm mình nó đối diện với cái khổ cảnh thôi, chứ không phải là buộc cột trói nó lúc nào cũng gặp cái khổ cảnh. Để chúng ta biết rằng chúng ta vượt qua cái trạm này, cái trạm thứ hai chúng ta sẽ rất là an toàn. Thì như vậy thì quả chăng được. Chứ còn nếu như trường hợp mà nó kể mình tu một cách nào cũng là tu thôi, thì không phải, có những cái mà chúng ta phải định vị nó lại. Bây giờ chúng ta ngồi kiết già, đứng thẳng. Thì đầu tiên quý vị ngồi kiết già nó khó lắm, nhưng điều rồi nó cũng sẽ được. Để đây làm đây cái thế ngồi nó mạnh mẽ để có làm gì? Để tâm của chúng ta cái tứ đại này, hay xin lỗi, cái oai nghi này chúng ta kiểm soát được. Khi mà chúng ta ngồi kiết già, chúng ta phải kép nhẹ vào cái hông, lưng nó thẳng. Khi mà chúng ta dùng cái lưng xuống đó, thì chúng siêu sao có thể dễ bị rầm, cho nên khép nhẹ hai bên hông lại. Thế chi để nó cũng như là có cái buộc, có cái cột lại. Thì cách đó không phải là một cái nó không phải là một cái cực đoan, mà chúng ta gọi là thu thúc về thân cho nó trang nghiêm, cho nó vững chắc một chút, cho nó bền chắc một chút xíu. Tuy nó có một cảm giác đau, nhưng nó chỉ đau do cái đường chảy của huyết mạch nó nghịch đảo, hay là nó bị chân này nó đè chân kia, nó gàn lại thì máu huyết nó không đều, nó chạy chậm, thì chút xíu sau nó điều hòa thì hết tê được nữa, hết tê. Thì cái hết tê đó thì chúng ta không có cho là như vậy thì chúng ta tu như vậy coi chừng chúng ta khổ hạnh. Không phải cái tính đó mà tính khổ hạnh, mà cái tính để chúng ta vượt qua một cái khó. Thì cũng vậy, nó có một cái, cũng như có một cái trả giá, có một cái cố gắng với cái tâm của mình, nó có kham nhẫn và nó có một cái sự chịu đựng. Nó như vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ đó ngồi tụng kinh, chúng ta ngồi tụng kinh, chúng ta tập cái thân, chúng ta trang nghiêm, chúng ta chắp tay, rồi chúng ta có thể ngồi xếp bằng, hay chúng ta ngồi để hai cái chân nó xuôi về ở phía sau chẳng hạn, thì nó được, chúng ta sẽ tu, chúng ta sẽ được tốt. Chứ không phải chúng ta phải có một cái sự kiểm soát, hay là có một sự thu thúc của thân của tâm này. Nhưng thu thúc, cái tâm cần phải thu thúc nó mạnh, cần phải thu thúc kỹ lưỡng và kiểm soát. Còn cái thân này thì chúng ta tập cho nó trở thành một cái sự nhu nhuyễn, một sự dễ bảo, để khi chúng ta cần thì chúng ta có thể làm được. Thì kính mong vậy cái lời chia sẻ cũng là trả lời câu thảo luận, và cũng tri ân đến Thượng Tọa Giác Đẳng và cáo lỗi đến quý ngài cùng quý vị. Thì hôm nay là cái ngày mùng 8, thì đúng là cái ngày cúng sao của dân gian. Nhưng ở đây thì mình chỉ cho Phật tử tới giờ lên chỉ cúng cầu an cho người ta thôi, cầu mong cái an lành, chứ không có sao trời gì. Thì cũng nói cho họ nghe là tại sao mà phải cúng trời, tại sao không cúng Phật? Trời còn xuống cúng Phật, còn xuống lại Phật, còn phải nhờ Phật mà. Cho nên tất cả chúng ta cúng đến Phật, chúng ta cầu nguyện cái an lành. Thì vừa làm hồi nãy thì tới 9 giờ rưỡi gần 10 giờ thì đã kết thúc, chúng tôi tranh thủ vào rung. Thì kính bạch Thượng Tọa, thì hôm nay nó trùng một cái ngày đó, và ngày hôm nay còn tới 2 ngày nữa. Bởi vì phải
phải đáp ứng một tinh thần của cái xuôi chiều của Phật tử một chút xíu. Nhưng điều mà con không có coi hạn, coi ngày sau này sau nọ gì hết. Dạ, nhưng điều con chỉ nói thật thôi, okay. Mong quý vị dân đèn cúng Phật rồi chưa tăng tụng kinh cầu an lành được rồi, chứ còn không có kiểu như mà khấn bái sao trời hôm nay sao La Hậu Kê Đô Vân Hớn hay là sao Thủy Diệu Vân Quất, không cần. Không có đọc sao, không có đọc sao sao trời vậy trơn. Tất cả chúng ta hạn thì năm nào cũng năm hạn, năm nào cũng năm tốt. Dạ, thì đó cho nên con không có vào được, mà Thượng Tọa đã điềm khuyết cho chính con, và cũng tri ân đến Thượng Tọa, và tiếp theo cũng kính Thượng Tọa quay trở lại để kết thúc chương trình. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Thích Quyền. Thưa quý vị, chúng tôi biết hết giờ rồi, nhưng mà mong rằng tất cả chúng ta dành ít giây phút lắng động tâm tư hôm nay để tưởng niệm một vị cao tăng vừa ra đi. Vị cao tăng này không phải ra đi vì cái tuổi đạo, thực ra ngài ra đi chỉ mới có 54 tuổi thôi. Nếu tính theo cái tuổi trung bình thì ngài ra đi hơi sớm, 54 tuổi. Nhưng mà vị này tính là chính là ngài Avichata, phi quan ở quan sát. Ngài là một ở trong 12 vị gọi là Phật Đàn Tát, tức là vị nằm lòng tam tạng, học thuộc lòng tam tạng của Phật giáo Miến Điện, là một trong những vị trẻ nhưng mà thuộc lòng cả tam tạng. Và ngày vừa viên tịch ở tại bệnh viện Bangkok, bệnh viện đặc biệt do Quý Chư Tăng, và sự chữa trị của ngài được bảo trợ bởi Hoàng gia Thái, cũng như là chính phủ Miến Điện đã cung cấp những nhân sự sang để làm chỉ giả cho ngài. Thưa quý vị, ở tại Miến Điện có một cái đặc điểm là còn duy trì được cái một cái truyền thống, một cái nền giáo dục cổ xưa từ thời Đức Phật, gọi là văn học truyền khẩu, tức là học thuộc lòng. Dạ, học thuộc lòng ở đây là học tam tạng kinh điển. Quý vị nào mà đọc vào trong cái bản kinh tương ưng ngày hôm nay đó, chỉ là một bài kinh nhỏ trong một cái bộ kinh lớn là kinh Tư Ưng Bộ. Kinh Tư Ưng Bộ là một ở trong năm bộ kinh, tức là Trường Bộ, Trung Bộ, Tư Ưng Bộ, Tăng Kỳ Bổ Bộ. Và năm bộ kinh này đó chỉ là nằm trong một tạng gọi là tạng kinh. Mà chúng ta có tới ba tạng là tạng kinh, chúng ta tạng luật, tạng kinh và tạng thắng pháp. Thì tam tạng đó, mà nếu chúng ta chỉ in thôi đó, và bằng cái khổ chữ trung bình, thì nó dày bằng 45 quyển sách, dày 45 quyển sách từ điển á, dày. Và ở tại Miến Điện còn có vị là học thuộc cả 45 tạng như vậy. Thì ngài Avichata Vabhasat này đến từ một cái trung tâm Phật học rất nổi tiếng của Miến Điện, tức là Sakai, tức là một cái trung tâm Phật giáo ở tại Mandalay. Nếu quý vị nào đến Mandalay, cố đô của Miến Điện ấy, thì Mandalay đối với Miến Điện giống như Huế đối với chúng ta vậy. Thì có một cái vùng đất có hơn 500 ngôi chùa nằm trên một dãy đồi, và ngài đến từ cái trung cái nơi này, một cái trung tâm Phật giáo quan trọng Sakai này, và ngài bị ung thư máu, và bị ung thư máu và đã được chữa trị ở tại bệnh viện đặc biệt dành cho chức năng ở Bangkok, và với nhiều bác sĩ chuyên gia về ung thư. Thì sự ra đi của ngài ở cái tuổi 54 xem như là sớm, và thật sự chúng ta mất đi một ở trong những cái tinh hoa của Phật giáo. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm một điều là khi mà chúng ta đề cập đến vị này, tức là người Việt Nam bây giờ đó, ở Việt Nam ta thường quen gọi là ngài Tam Tạng, tại vì học thuộc lòng Tam Tạng. Và ở Trung Hoa họ có chữ Tam Tạng Pháp Sư. Thì hai chữ này đó
dù Tam Tạng Pháp Sư hay là Ngài Tam Tạng đó, nó đều liên quan đến Tam Tạng, nhưng mà chúng ta nên biết một chút. Khi mà nói đến một vị Phật Đàn Tá của Miến Điện á, có nghĩa là một vị học thuộc lòng Tam Tạng, học thuộc lòng trên phương diện trí nhớ rất là thiên thường. Nhưng mà không có nghĩa là học thuộc lòng Tam Tạng có nghĩa là những vị này là thông hiểu hết Tam Tạng, hoặc là hiểu trong cách hiểu tinh tế. Có nhiều vị rất giỏi, rất nổi tiếng, biết sách, hiểu rất tinh tế nhưng lại không thuộc lòng. Chúng tôi nhắc quý vị là cái chuyện mình hiểu là một chuyện, mà học thuộc lòng là một chuyện. Và giống như là bây giờ mình học thuộc nhiều bài thơ, nhưng mà cái cảm nhận về các bài thơ là chuyện khác. Thật ra người Phật tử Việt Nam á, thường hay hiểu chung đó là người học thuộc lòng Tam Tạng có nghĩa là cái vị thông suốt Tam Tạng, hai chuyện đó khác nhau. Mặc dù ở trên căn bản thì tất cả các vị học thuộc lòng Tam Tạng đó là đều có cái kiến thức tương đối khởi rộng về Tam Tạng sau khi các vị học thuộc lòng. Nhưng mà có rất nhiều vị cao tăng không học thuộc lòng Tam Tạng, nhưng mà cái tư tưởng rất là trác việt, sự hiểu biết rất là sâu xa. Thành ra chúng ta nên biết vị này. Còn ở bên Trung Hoa đó, thì nói đến Tam Tạng Pháp Sư đó, thì thường là vị có khả năng đọc được tất cả những cái từ vựng, tất cả chữ thuộc về dịch thuật, hơn là một vị thuộc lòng. Ở bên không có thuộc lòng, và bên Trung Hoa đó, thì họ xem những vị Tam Tạng Pháp Sư. Bây giờ thì có nhiều vị họ để là một cái danh từ mà có tất cách là gọi là tôn sưng. Dạ, tôn sưng những vị mà đạo cao đức trọng, học nhiều, ví dụ như là Tiên Hóa hay là vị một số các vị khác. Nhưng mà những vị này không nhất thiết là vị am tường Tam Tạng, và dĩ nhiên không thuộc lòng Tam Tạng, tại vì chưa có một vị nào ở tại Trung Hoa mà thuộc lòng nguyên cả một tạng, đừng nói là Tam Tạng. Và đồng thời Phật giáo Đại Thừa có rất nhiều tông phái, thành ra một vị nằm trong tông phái này không nhất thiết hiểu rõ về tông phái khác. Thành ra chữ Tam Tạng Pháp Sư đó, ở tại Trung Hoa đó là chỉ chung cho những vị mà được biết là có kiến thức về Phật Pháp, được nổi tiếng, nhưng mà không hẳn là vị đó có thể am hiểu hết Tam Tạng. Và chữ Phát Đánh Tạ của Miến Điện thì là vị nằm thuộc lòng. Trên phương diện truyền khẩu thì không có ai mà qua các vị này hết. Nhưng mà trên phương diện gọi là hiểu, nhận thức, đoán diễn sâu rộng thì phần lớn những vị Tam Tạng Pháp Sư đó thì lại không có đóng được vai trò này nhiều. Chúng tôi tạm thí dụ như là những vị mà có thần thông đó, là giữ thần thông thôi. Thật ra những vị mà học tu lòng Tam Tạng rồi suốt các cuộc đời, các vị chỉ thường phải ôn lại để không quên thần Tam Tạng thì nó đã vất vả rồi. Thỉnh thoảng các vị cứ đi thuyết pháp, đi chỗ này chỗ kia, và được rất là trọng vọng ở trong tại Miến Điện. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin thưa rằng nó nặng về trí nhớ, nặng về trí nhớ hơn là nặng về kiến văn. Chúng ta nhớ một nhà khoa học của thế kỷ 20 là Albert Einstein. Ông nói rằng nếu cái gì mà có thể tra khảo được, tra cứu được ở trong sách đó, thì tôi không cần phải nhớ. Nhưng mà riêng trong cái truyền thống văn học truyền khẩu đó, thì người ta chú trọng về cái nhớ, và chú trọng cái nhớ rất là nhiều. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn tất cả chúng ta hãy cùng nhau để tưởng nhớ một cái một ở trong những cái tinh hoa, những cái bậc mà đã nằm lòng Tam Tạng kinh điển ở tại Miến Điện. Đúng ra thường Phật tử Việt Nam gọi là ngày Tam Tạng 12, tức là ngày hôm nay sau khi ngày tết rồi thì Miến Điện còn là chỉ một vị thôi. Và cuối cùng trong bài hôm nay thì chúng tôi muốn đọc một câu thơ. Câu thơ này rất là đẹp, của sư Toại Khanh đã viết khi mà ngài ra đi. Đó là: trí như hải nay đã về đại hải, thân khối xương giờ đã hóa làng xương, cõi sinh tử xin đi về vô ngại, bởi tim cười còn đó chỉ kim cương. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Puttakamma. Kính trường chiêu Tùng Đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ nguyên ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành.
hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Con nguyên xin thành kính tri ân thượng tọa Giác Đặng đã đúc kết bài học ngày hôm nay. Con xin thề chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp. Không như lời kính cảm ơn quý em trợ các phòng trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư hàng thiện thần pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.